gọi ngày hôm nay cùng tôi với cái tên nó hơi dài, nhưng mà thực sự đó là nói chúng ta nói về những chuyện mà rất nhiều các hội nghị và gần đây trong cái y học dựa trên chứng cứ người ta dùng những cái chuyện này để mà chứng minh cho chuyện này chuyện khác, đó là những cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, randomized control trial. Cái đó là cái hết sức quan trọng, nhưng bên cạnh đó thì có rất nhiều những cái thử nghiệm khác nữa. Những thử nghiệm khác đó nó không phải là những cái thử nghiệm randomized control trial, mà những thử nghiệm trong đời thường, thường là những giai đoạn tiếp theo sau khi đã được công bố và sử dụng. Đó là những cái chứng cứ của đời thường, chúng ta gọi là real world evidence. Và hai cái này nó bổ sung nhau thế nào ở trong cái y học dựa trên chứng cứ evidence medicine, chúng tôi xin cùng trình bày với các anh chị. Và các cái về các cái loại để nghiên cứu ở trong khoa học sức khỏe, chúng ta có những nghiên cứu về mặt dân số, trong đó nghiên cứu về mặt dịch tễ học rồi các nguyên nhân gây bệnh, có các nghiên cứu về mặt ở các phòng thí nghiệm laboratory research, lúc đó phát hiện tất cả sự phát hiện các thuốc men rồi gần đây là đi vô trong tế bào. Và chúng ta có các cái loại nghiên cứu được gọi là nghiên cứu lâm sàng. Trong nghiên cứu này thì lâm sàng này là giải quyết những vấn đề liên quan tới bệnh chẩn đoán, trong đó có điều trị. Và tất cả những cái chuyện hồi nãy chúng ta nói tới các cái dấu hiệu mà gọi là randomized control trial vân vân, thực sự nó đã có rất lâu rồi. Đây thí nghiệm mà lâm sàng đầu tiên chúng ta thấy có thể ở Babylon 562 trước công nguyên, do King Nebuchadnezzar đưa ra. Họ nghiên cứu về vấn đề vai trò của chế độ ăn ở trong cái đối với sức khỏe con người. Ví dụ như ăn thịt nhiều với lại ăn ăn legume, các anh chị thấy đã từ rất lâu rồi. Và những cái quy luật rất là quan trọng, canon of medicine đó cũng đã được Advanced đã đưa ra ở ở Persia của 1025 trước công nguyên đó, năm đó. Ngày này ta đưa ra những cái nguyên tắc về điều trị, ví dụ như những thứ thuốc phải rất là tinh chất, và điều trị những cái bệnh rất là đơn giản hoặc là một bệnh thôi, hoặc là ít nhất là hai cái tip của các loại bệnh đó, chất lượng của thuốc phải liên quan tới độ nặng của bệnh vân vân, và vấn đề quan sát vân vân đã được người ta đề cập tới rồi. Tức là cái tiêu chuẩn của các cái thử nghiệm đã được đưa ra và người ta ghi nhận tới năm 1747, tức là đầu thế kỷ thứ 18, ở tại Anh, Great Britain. James Mead là cha đẻ của các cái thử nghiệm lâm sàng ở trong cái cuốn luận văn về cái bệnh Scopus, cái bệnh thiếu vitamin C, cũng đã đưa ra cái việc và khái niệm đầu tiên về vấn đề gọi là chọn ngẫu nhiên, randomized trial. Chúng ta tính tới cái chuyện mà phải công bố, thì cái công bố đầu tiên mà về các nghiên cứu lâm sàng vào năm 1946 ở tại Anh, Austin Bradford Hill là cha đẻ của các cái thử nghiệm lâm sàng hiện đại. Ông là người đầu tiên đưa ra trong cái thử nghiệm nghiên cứu về streptomycin trong điều trị về về lao phổi, và rất là quan trọng và quy định rất là rõ. Và những cái placebo đầu tiên, tức là gọi là bên ai phải có đối chứng với giả dược đó, thì đã được đưa ra khái niệm năm 1863 ở tại Mỹ, do Austin Fleming đưa ra trong vấn đề điều trị. Tất cả những chuyện này chúng ta thấy rằng là loài người cũng đã có những ý tưởng này từ lâu rồi. Nhưng tới bây giờ, thời đại của chúng ta là thời đại y học dựa trên chứng cứ evidence based medicine. Và evidence based medicine là thực chứng, là sự lồng ghép bằng chứng, những bằng chứng nghiên cứu tốt nhất. Và nhưng mà không phải là bằng chứng nghiên cứu không đâu, mà phải cả kinh nghiệm lâm sàng của các chuyên gia expert đó. Và đồng thời chúng ta đừng quên là những evidence based medicine này có cả sự mong đợi của cả người bệnh nhân nữa, giá trị của bệnh nhân và sự mong đợi của họ, chứ không phải chúng ta muốn làm ra cái gì làm, rồi các chuyên gia muốn nói gì thì nói. Đấy chính là cái vai trò và tinh tinh hoa của y học dựa trên chứng cứ. Và thì trong cái lúc một trong những thuốc mà chúng ta hay quan trọng nhất đó là vấn đề sử dụng và gọi là thuốc, thì quá trình mà để phát hiện ra một loại thuốc thực sự rất là vất vả. Cái này cũng phải thông cảm với các hãng thuốc. Một thứ thuốc của ra nó có thể có được khoảng từ 5.000 tới 10.000 compound, tức là các cái phân tử khác nhau. Rồi cuối cùng là giai đoạn tiền lâm sàng thì nó chỉ còn lại có 250 thôi cái có thể được. Và sau đó thì giai đoạn thử lâm sàng có thể có pha 1, pha 2 và pha 3 như chúng ta biết. Và tới khi được approve rồi thì cuối cùng chỉ còn một thứ thuốc duy nhất. Nhưng sau khi đã dùng rồi thì giai đoạn nó gọi là giai đoạn post-marketing, tức là khi đã tung ra rồi nó lại còn có những đánh giá nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng rất là nhiều những cái step, ngay cả vấn đề evidence-based medicine nó cũng có những giai đoạn thu thập các cái chứng cứ, rồi sau đó làm lấy những chứng cứ tốt nhất, sau đó thì bắt đầu đánh giá chứng cứ, người áp dụng chứng cứ đó và đánh giá. Thì đây là một cái hình chúng ta biết rằng bây giờ bất cứ một cái gì,
dù một thứ thuốc hay là một phương pháp hay là một máy móc gì đó, người ta đều phải có những cái phân độ về cái khuyến cáo, là để là khuyến cáo classification về độ khuyến cáo 1, 2, 2, 2A, 2B hoặc là 3. 3 có nghĩa là không nên, nó rất tốt. Và đồng thời bên cạnh đó luôn luôn có chữ ABC, tức là level of BC, chúng ta gọi là mức độ của chứng cứ. A là rất tốt, rất nhiều các chứng cứ RCT, tức là randomized control trial. Còn B là nó vừa vừa thôi, nhưng mà tốt vẫn hơn. Và C là toàn toàn là những cái thỏa thuận của các chuyên gia. Vâng, thì các anh chị thấy như vậy là tất cả các thứ pha 1, pha 2, pha 3 để mà xin phép được các cái cơ quan như là FDA hoặc EMA, đấy là tất cả để approval. Thì đấy chính là các cái thử nghiệm lâm sàng đối chứng có giả dược. Và khi đã được chấp nhận rồi đó, tức là đã có quyền đưa ra rồi, thì lúc đó FDA chấp nhận và người ta bắt đầu sử dụng trong lâm sàng. Nhưng sử dụng trong lâm sàng không có nghĩa rằng những gì RCT nói đều là đúng hết. Và như vậy khi bắt đầu tung ra ngoài đời thì chúng ta có những chứng cứ được gọi là chứng cứ đời thực. Cái này chúng tôi rất hay. Và chúng ta khi theo dõi, chúng ta phải hiểu được giá trị của những cái này như thế nào. Vâng. Thì như vậy đứng về mặt giá trị của nó thì những cái chứng cứ mà yếu là những chứng cứ ban đầu, nhưng chứng cứ rất mạnh là những chứng cứ của các thử nghiệm lâm sàng RCT. Nó rất là quan trọng vì nó được thiết kế rất là kỹ với các tiêu chuẩn chẩn đoán cũng như các tiêu chuẩn loại trừ vân vân, đánh giá rất là kỹ. Tuy nhiên nó cũng không phải làm cái gì quá gọi là hoàn toàn là đầy đủ hết. Đặc biệt là nó rất khó đối với việc đánh giá các cái máy móc, máy này máy kia và làm sao mà tốt, làm sao mà có thể thiết kế các cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, và đặc biệt so với lại giả dược. Còn đối với lại các trial mà khi cần theo dõi lâu, ví dụ thuốc đó khoảng 3 4 năm mới có tác dụng, hoặc là phòng ngừa vân vân, thì lúc đó sẽ rất là khó. Chúng tôi rất muốn cho tất cả chúng ta, các đồng nghiệp chúng ta dừng lại ở hình này. Cái thành công cuối cùng của một thứ thuốc và cuối cùng được chấp nhận ở trong y khoa, trong lịch sử y khoa, thực sự cái RCT, tức là khi thử xét nghiệm gọi là có ngẫu nhiên trở lại, nó chỉ nằm ở đây thôi. Người ta đã có những nghiên cứu và những nghiên cứu đời thường về vấn đề gánh nặng của bệnh, những yêu cầu mà chưa có đạt được. Và sau đó thì cái nghiên cứu RCT này nó sẽ tìm ra một biện pháp hoặc là thuốc men gì đó để đánh giá tính hiệu quả và độ an toàn. Tất nhiên là nó phải được cấu tạo như vậy. Sau khi được chấp nhận rồi thì đâu có phải là chuyện đó. Nó còn phải có những bước tiếp nữa. Có an toàn thực sự ở trong đời thực hay không? Có thực sự hiệu quả hay không? Và lúc đó kể cả vấn đề tiền bạc, có nghĩa là cost effective, giữ hiệu quả và cái người ta mất đi. Như vậy RCT rất quan trọng, rất khoa học, nhưng nó chỉ là một phần để cho một thứ thuốc được khỏi lại. Chúng ta trở lại rất là nhanh, chúng ta xin nói với các anh chị, có những thứ thuốc mà hồi đó đã đưa ra, mifepristone này, Poxicor, hoặc đặc biệt rovecoxin, cái Vioxx, thứ thuốc kháng viêm chống đau cực kỳ, nó đem lại hàng chục triệu, hàng trăm triệu cho hãng thuốc, hoặc là đặc biệt rosiglitazone với Avandia của hãng Glaxo, của Glaxo, hoặc là Elanta. Nhưng thứ thuốc đó đã qua cái giai đoạn RCT rồi, đã được chấp nhận rồi, nhưng trong cái khi thực hành trong đời thường thì dần dần họ phát hiện thấy những cái thứ thuốc này tưởng là được sau chấp nhận rồi, nhưng cuối cùng đều bị cấm vì sau khi chấp thuận nó đã có những cái tác dụng hại. Ví dụ các anh chị biết Vioxx nó có thể gây ra ung thư đại tràng, hoặc là rosiglitazone có thể gây ra bị suy tim vân vân. Và vì vậy cho nên nó cần phải nghiên cứu đời thực, chúng ta nên quan tâm nghiên cứu chứng cứ đời thực là cái gì và nó so với lại các cái nghiên cứu trong đồ mạch là gì. Và cái nghiên cứu đời thực đó, cái nghiên cứu đời thực là cái nghiên cứu rất là quan trọng. Nếu mà những nghiên cứu randomized control trial này là những nghiên cứu được bệnh nhân được chọn rất là kỹ, được chọn và có tiêu chuẩn chọn bệnh rất là kỹ, và như vậy thì những bệnh nhân nào mà không đúng hoặc là làm lệch hoặc là bác sĩ không theo dõi thì bị loại ra khỏi ngay các nghiên cứu. Và đồng thời các cái nghiên cứu này dựa trên những cái điều trị hết sức là chuẩn mực. Do đó cho nên là nó cũng có những đặc điểm. Nó rất tốt để chứng minh hiệu quả, để loại bỏ ra những cái bias, tức là những cái nhiễu. Nhưng mà thực sự khi đến lúc mà thuốc đó đã được chấp nhận rồi thì cái điều trị này không phải là chỉ có đó, nó cũng phụ thuộc vô cái người chỉ định của người bác sĩ. Mà người bác sĩ đó đâu có biết cái chỉ định ban đầu nó gồm có những gì, phải loại cái gì. Đôi khi nó rộng rãi hơn. Thứ hai là những bệnh nhân nào mà gọi là không chịu thì người ta thay đổi, hoặc là người ta thêm này thuốc thuốc kia, và cuối cùng là những bệnh nhân và rất là khác nhau. Chúng tôi muốn nói tới cái khác nhau này là thực sự những cái RCT chúng ta lấy mẫu thực sự nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cái tất cả cái mẫu mà chúng ta cần lấy. Và lúc đó những cái người mà các anh chị nhắm vô áp dụng
thực sự cũng là phần rất nhỏ trong cả một cái cộng đồng cư dân. Đây là cái pha của thử nghiệm lâm sàng RCT rất là đều đặn. Ra ngoài một chút xíu là chúng ta loại, chúng ta phải lấy rất là đúng. Và những người nói mà người nào mà bỏ họ không uống thuốc, chúng ta cũng loại ra. Vì vậy cho nên nó rất là kiểm soát, rất là chọn lọc. Nhưng mà cái đó ở cái nghiên cứu đời thường nó lại không phải như vậy. Nó có thể dùng cho tất cả những bệnh nhân nào, cứ cao huyết áp là dùng, còn những cái tác dụng gì đó vân vân khó đoán, dân số rất đa dạng thì nó sẽ có những tác dụng khác. Vậy nghiên cứu mà gọi là nghiên cứu đời thường đó, trong đời thường sẽ bổ sung trong nghiên cứu lâm sàng với những kết quả thực hành trong hàng ngày. Chúng tôi thấy chuyện này rất là hay, có nghĩa rằng chúng ta thấy như thế này, cũng cùng một cái xe thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nói rằng chỉ có đi tốc độ như thế này, không được chở phép chở gì, trên này chỉ có 4 người đi tốc độ đường rất là tốt thôi, vân vân, thì nó sẽ rất tốt. Nhưng mà khi bắt đầu áp dụng trên đời thường thì cái đó người ta đi phải người ta đời thường, người ta phải chở thêm đồ đạc, người ta chở thêm những cái nhà lưu động, người ta đi không phải trên cái đường xa lộ rất là tốt ở mà trên sa mạc hoặc là đi trên tuyết. Như vậy chúng ta thấy có một sự khác nhau rất là nhiều giữa các cái thử nghiệm ở trong lâm sàng với là thử nghiệm trên đời thường, tất cả các chuyện này. Và chúng ta có thể thấy rằng thế này, thử nghiệm lâm sàng người ta chỉ lấy những nhóm rất nhỏ, rất chọn lọc, và vì vậy cho nên liệu nó có thể thay thế được cái lúc mà chúng ta áp dụng trên tất cả các bệnh nhân hay không. Khi tất cả áp dụng đó và dùng đây, các anh chị nhìn những cái này, chúng ta sẽ có kết luận này sẽ tốt, rất giúp cho vấn đề chẩn đoán cũng như là về khoa học và vấn đề hiệu quả. Nhưng mà khi chúng ta áp dụng trên những người như thế này thì chắc chắn rằng không có. Và chính đó chính là vấn đề đời thường. Chính đời thường đó là những cái real world, đời thường là những cái quan sát mà không có can thiệp gì cả, là những cái quan sát mà gọi là rất là rộng rãi trong cái dân số mà không có hạn chế gì cả. Vấn đề theo dõi cũng không phải là theo dõi đòi hỏi nhiều lắm, và đồng thời chúng ta cũng thấy rằng về thực hành nó sẽ rất có cái yếu quan trọng. Như vậy tức là đối với quan sát của đời thực này, nó có hiệu quả điều trị trong các bệnh lý mãn tính. Nó cung cấp dữ liệu y khoa có giá trị rất là thực tế cho bác sĩ lâm sàng. Nó giúp cho thẩm định và hồ sơ hỗ trợ lại các kết quả thử nghiệm từ thử nghiệm lâm sàng RCT. Và cuối cùng là khảo sát và theo dõi các biến cố ngoài ý hiếm gặp. Ở đây không có. Chúng ta thấy rất nhiều những yếu tố nó xảy ra xung quanh các cái chứng cứ đời thường. Nào là cách dùng rồi bệnh nhân vân vân tất cả thứ. Từ những chuyện rất lớn này, người ta mới đặt lại vấn đề, người ta mới xem lại. Và cuối cùng mới có thể có được những cái chỉ định hết sức tốt như chúng ta sẽ thấy. Thế thì cái nguồn dữ liệu mà lấy từ đời thực ở đâu? Thì chúng ta thấy ở sức khỏe hồ sơ điện tử, tức là electronic từ hồ sơ điện tử, người ta dựa vô bảo hiểm y tế, tức là các cái claim database, ví dụ Medicare vân vân, người ta có thể dùng các cái nghiên cứu sổ bộ register, người ta có thể của các công ty dược phẩm, các bộ phận bác sĩ cơ quan nhà nước, công ty dược phẩm, và cuối cùng là những nghiên cứu không can thiệp tiếp tục nữa trong điều tra y tế. Về vấn đề database, chúng ta thấy rằng là 15 phút cùng 10 phút đó. Các database tức là các nghiên cứu như thế này thì rất nhiều. Nó thu thập chỉ định của bảo hiểm, chẳng hạn không phải vì mục đích làm nghiên cứu. Và thường thì không chỉ bao gồm các dữ liệu liên quan đến các điều kiện hoàn trả dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ví dụ nhân khẩu học cơ bản, loại và dân số khám sức khỏe, nhập viện, phòng khám, xét nghiệm, chẩn đoán. Hoàn toàn vì những mục đích khác, nhưng mà họ có ghi nhận rất là kỹ. Nhưng mà nhược điểm của cái này là gì? Nó ký nhưng mà lại có khi là thiếu các kết quả xét nghiệm. Một số đặc điểm lâm sàng, ví dụ họ không ghi thêm nữa, ví dụ tần số nhịp tim, cân nặng, giống như là trong các cái thử nghiệm lâm sàng gọi là randomized control trial. Những dữ liệu tử vong ngoài bệnh viện thì có thể là sẽ thiếu đi. Những dữ liệu định tính, ví dụ chất lượng sống, sự hài lòng của bệnh nhân, giải thích quyết định, giống như trong các thử nghiệm mà chúng ta khi thiết kế đó, và cuối cùng mô tả tiền sử các bệnh kèm theo. Các nghiên cứu sổ bộ registry cũng như vậy. Đây là nghiên cứu sổ bộ thu thập các dữ liệu thống nhất để các chuyên biệt nhằm phục vụ cho mục đích liên quan đến lâm sàng khoa học chính xác. Nó tập trung vào một số bệnh cụ thể thôi, ví dụ như viêm thủ thuật hay điều trị bằng thuốc. Các nghiên cứu sổ bộ có thể tiến hành bởi các tổ chức chuyên nghiệp, có thể các viện hàn lâm, có thể cả chính phủ vân vân. Và mục đích của cái nghiên cứu sổ bộ là tỉ hành xu hướng bệnh, giám sát tình hình bệnh, hiệu quả lâm sàng, mức độ chấp nhận thuốc, thiết bị, an toàn của một số thứ thuốc hay rồi. Thực sự nó rất là rộng rãi, rất là variant, nhưng mà nó cũng rất là không có thật là chính xác. Cuối cùng là chúng tôi sẽ xin gợi ý các đồng nghiệp là chúng ta có pha 3, pha 4 của các nghiên cứu, tức là những giai đoạn tiền sau lâm sàng. Ở đây ví dụ như các anh chị thấy huyết áp, không biết bao nhiêu các nghiên cứu RCT nhiều lắm. Nhưng mà cuối cùng kết quả RCT không thể khái quát hết cho điều tất cả đối tượng bệnh nhân
do tiêu chuẩn chọn lọc bệnh nhân quá nghiêm ngặt với các đặc điểm lâm sàng cụ thể trong mỗi nghiên cứu RCT. Khi đọc các cái tiêu chuẩn của loại trừ đó, nhiều khi có các đồng nghiệp tôi nói ông loại thế này thì còn cái quái gì nữa, chỉ còn có hai ba triệu chứng quá ngon để cho ông đánh giá thì vân vân. Còn trong trên đời thường của chúng ta thì rất là khác, như là trong nghiên cứu Vasavansatan, các anh chị nhớ ấy, nghiên cứu đời thường thì nó rất nhiều, từ loại bệnh cho đến địa phương, cái này ở châu Á, cái này châu Âu vân vân, và điều đó nó đem lại rất là nhiều. Ngay cả trong đối với lại cái thuốc mà kháng đông, chúng ta cũng thấy người ta phải chờ 50 năm mới có được các loại thuốc kháng đông đủ uống mới. Và điều này thì những cái nghiên cứu rất là mới về sau này, nó so với nghiên cứu RCT đây, rất là quan trọng mà nói là sổ bộ. Một lần nữa là chính những cái nghiên cứu này nó đã bỏ đi được rất nhiều những cái thứ thuốc mà khi bắt đầu dùng người ta thấy có những cái bất lợi. Vâng, để kết luận cho bài nói thì chúng tôi nói thời kỳ y học dựa trên chứng cứ. Dựa trên chứng cứ luôn luôn có 3 yếu tố. Chúng ta phải có những best research, tức là cái chứng cứ nghiên cứu rất là tốt. Nhưng đồng thời cái những chứng cứ này lại còn cần phải có ý kiến của các chuyên gia, tức là đấy là vấn đề đời thường, người ta dùng rồi, người ta thực hành. Và chúng ta đừng quên có giá trị cho người bệnh nhân, trong đó có cả vấn đề người dân mong chờ cái gì và vấn đề cost benefit, tức là cái và được cái lợi mà người bệnh nhân đem lại. Vâng, mặc dù RCT là một cái cốt lõi và rất là quan trọng, nhưng mà nó phải nằm ở những cái, đây chính là cái evidence đời thường đây, những cái nghiên cứu database rồi, những nghiên cứu sổ bộ và những nghiên cứu mà giai đoạn 4 sau ASTB rồi. Lần nữa chúng tôi cũng xin trở lại là trong bối cảnh áp dụng y học chứng cứ, các cái nghiên cứu lâm sàng RCT được coi như đóng vai trò quyết định bởi bằng chứng khoa học đã được chứng minh, không thì cái cả. Nhưng các nghiên cứu đời thường và real-world evidence cũng theo những tiêu chuẩn phương pháp ít nghiêm ngặt hơn, nhưng các kết quả evidence dễ dàng có thể khái quát hơn, và các nghiên cứu trong đời thực có vai trò bổ trợ cho các kết quả của RCT. Theo bổ trợ như vậy, RCT ở đây thôi, còn nghiên cứu đời thường còn rất nhiều chuyện, từ yêu cầu cho đến những cái yêu cầu thực tế, cho đến việc dùng RCT này thực sự có an toàn trong đời thường không, có hiệu quả giống như RCT nói không, và cuối cùng là tính tới cái quan trọng của người bệnh nhân, đó là cái hiệu quả chúng ta đem lại cho người bệnh nhân với cái giá trị và cái hiệu quả có của nó. Vâng, xin cảm ơn sự chú ý của quý đồng nghiệp, và nếu không thì tôi chỉ có quá có hình có một phút thôi. Xin cảm ơn ạ, xin thầy Việt. Vâng, xin rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Đặng Vạn Phước đã có cái bài trình bày rất là hay. Qua cái bài trình bày này chúng ta một lần nữa thấy là ý nghĩa và giá trị của cái y học dựa trên bằng chứng thông qua những cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng với giả dược, và chính thông qua những cái thử nghiệm lâm sàng này nó cho phép chúng ta đánh giá cái hiệu quả và an toàn của một loại thuốc, của một cái phương pháp điều trị trong cái thực hành điều trị, và từ đó chúng ta mới đưa ra được cái đánh giá các cái khuyến cáo ở mức độ 1, 2, 3, 4, A, B, vân vân. Để tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Minh là chủ tịch phân hội tăng huyết áp Việt Nam sẽ trình bày về đề tài cập nhật chẩn đoán tăng huyết áp của phân hội tăng huyết áp Việt Nam và hội tim mạch Việt Nam. Xin kính mời giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Minh. Kính thưa chủ tịch đoàn, kính thưa quý vị đại biểu, tôi toàn thể hội nghị, chúng tôi xin báo cáo dự thảo về cập nhật khuyến cáo chẩn đoán và điều trị tăng áp của hội tim mạch Việt Nam, phân hội tăng áp Việt Nam 2021. Thì để mở đầu chúng tôi xin giới thiệu một số nhạc liên quan đến cái chương trình tầm soát tăng áp MMM, tức là tháng năm đại học 2019 của 92 quốc gia trên thế giới tham gia, trong đó bao gồm kể cả Việt Nam. Thì như vậy có 1,508,130 người tham gia sàng lọc trên 18 tuổi thì đã phát hiện được 1% người tham gia có tăng áp, trong đó 32% chưa bao giờ được kiểm tra áp. Và phải nói rằng chỉ có 57,8 người điều trị được kiểm soát huyết áp mà thôi. Ở tại Việt Nam như vậy, 2019 có khảo sát tầm soát 23.307 người lớn thì chúng tôi đã phát hiện được 33,13% tăng áp, và cái tăng áp mới phát hiện là 47,49, không điều trị là 20,5, và tăng áp chưa được kiểm soát là 41,31%. Về cái dự thảo cập nhật khuyến cáo về chẩn đoán tăng áp thì như vậy chúng tôi đã tiến hành dựa theo các cái khuyến cáo trên thế giới trước đây, cũng như là cái khuyến cáo của hội phân hội tăng áp Việt Nam về tim mạch từ năm 2018, đặc biệt gần đây nhất đó là của tổ chức tăng áp thế giới ISHA 2020.
chúng tôi sử dụng hai cái khái niệm tối ưu và cơ bản của y học 2010 trong chẩn đoán và điều trị để chúng ta sử dụng cho các cái đối tượng có cái khả năng thu nhập cao hoặc là thấp. Cái điểm mới của cập nhật khuyến cáo 2001 của Phương hội tăng hạt cũng như Hội tim mạch Việt Nam đó là phân độ tăng hạt làm 2 mức, so với trước đây chúng ta làm 3 mức, phân tầng nguy cơ của tim mạch. Nhưng mà theo score 2001 về phân tầng nguy cơ của tăng hạt thì chỉ làm 3 mức. Và quan trọng nhất đó là chúng tôi sẽ tập trung vào cái khuyến cáo phù hợp đo huyết áp tại nhà. Đầu tiên là về cái khuyến cáo chẩn đoán cũng như phân tầng nguy cơ tăng hạt. Thì như vậy như chúng tôi đã nêu, nhưng mà chúng ta sẽ có hai mức là tăng áp độ 1 và tăng áp độ 2. Độ 1 khi 140 và 90 và độ 2 là lớn bằng 160 và hoặc là trên bằng 100. Đối với huyết áp mà trên 180 và 110 thì được xem như cơn tăng áp, và khi đó chúng ta phải đánh giá cái tổn thương cơ quan đích để xem là tăng áp đó là tăng áp cấp cứu khẩn trương hoặc là không kiểm soát, và giống như khuyến cáo 2018. Thì đây là cái cơ sở mà chúng tôi áp dụng cái khuyến cáo. Hiện nay trên thế giới người ta cũng đã có áp dụng cái hai nhóm giai đoạn 1, giai đoạn 2 của tăng áp thế giới. Như vậy ở Hoa Kỳ cũng vậy, cũng chia làm hai nhóm, nhóm 1 giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Thì tuy Hoa Kỳ ở mức thấp hơn là 130-80 thay vì 140-90 như chúng ta. Ở châu Âu như vậy, hội tim mạch châu Âu và phân hội tăng áp của châu Âu 2001 như vậy cũng đưa ra một khuyến cáo liên quan đến cái thu hoạch chẩn đoán tăng áp ngoài phòng khám, trong đó chia ra cùng các mức, đó là cái tăng áp ở giai đoạn 1 hoặc là tăng áp ở giai đoạn 2 với giai đoạn 3 khi lớn hơn 110 và 100. Trên cơ sở đó họ sẽ xác định cũng như sử dụng các cái phương pháp thích hợp. Đối với các cái thông số khác thì như vậy nhìn chung chúng ta thống nhất gần như đồng nhất với các cái khuyến cáo hiện nay, đó là phòng khám là chúng ta sẽ chọn trên bằng 140-90 gặp lưu động, thế nhưng mà trung bình thì chúng ta lấy là 130-80 và hiện gặp tại nhà như vậy 135-85 như vậy chúng ta chọn. Về kỹ thuật tăng áp tại phòng khám thì chủ yếu là bệnh nhân ở các cái tư thế ngồi đó hai tay. Đối với người già lớn tuổi mắc đầy đường chúng ta nên đo áp tự đứng. Ngoài ra hiện nay là cái phương pháp đo áp tự động tức là không giám sát, là phương pháp này thì cũng được khuyến cáo các cái trường hợp để giúp chúng ta chẩn đoán. Về cái sơ đồ chẩn đoán tăng áp thì chúng tôi áp dụng cái sơ đồ chẩn đoán tăng áp giống như là cái khuyến cáo 2018, tuy vậy nhấn mạnh thêm và bổ sung thêm cái huyết áp tại nhà cũng như huyết áp liên tục 24 giờ dành cho các cái đối tượng tối ưu, tức là có khả năng điều khiển để chúng ta tiến hành, và trên cơ sở đó giúp chúng ta chẩn đoán tăng áp ở trung trắng hoặc là tăng áp ẩn dấu. Về phân tầng nguy cơ thì như vậy á, chúng ta sẽ có 3 mức là thấp, là trung bình cũng như là cao, tùy theo cái độ tăng áp cũng như là số lượng yếu tố nguy cơ cũng như là tổn thương cơ quan đích. Về cái khuyến cáo đo huyết áp tại nhà thì như rằng đây là cái trọng tâm chính là trong phần chẩn đoán chúng tôi xin giới thiệu. Thì cơ sở thực hiện này thì bao gồm các khuyến cáo của đo huyết áp tại nhà của Hoa Kỳ 2020, của châu Âu 2021, 2018 của châu Á và 2014 của là liên đoàn tăng áp thế giới. Tại Việt Nam thì chúng tôi cũng có tiến hành một cái khảo sát theo cái khảo sát chung của châu Á Asia EVPM, gồm có một bộ câu hỏi khá phong phú, và như vậy chúng tôi chỉ chọn hai cái câu hỏi mà nó liên quan đến chúng ta, là hiện nay cái tần suất mà chúng ta sử dụng cái máy đó tại nhà có bao nhiêu bệnh nhân của bạn. Như vậy chỉ khoảng được 15,59% là có, và cái phương pháp mà cái máy đó mà hay sử dụng đó hầu hết là các cái bác sĩ sử dụng các cái phương tiện đó là tự động. Đây là cái cơ sở để chúng ta có thể tiến hành sau này. Thì thực sự mọi cái phương pháp đó học đều có cái ưu và cái tiện. Đây là một cái phân tích được Hội tim mạch châu Âu công bố 2021. Dựa vào đo phòng khám tại nhà, đo học 4 giờ, và họ bổ sung theo hai cái vị trí đó rất đặc biệt, đó là ở tại quầy thuốc cũng như là ở nơi công cộng. Với những phương pháp này thì nó có những cái ưu điểm trên cơ sở đó giúp chúng ta chẩn đoán và đánh giá. Thì đo học phòng khám tại sao được quan tâm như vậy, là vì đo học phòng khám ngoài phòng khám nó tổn thương liên quan đến tổn thương cơ quan đích nhiều hơn. Khi chúng ta dựa vào ví dụ như dây chất cài hoặc là tỷ lệ thải amin qua nước tiểu đối với áp tâm thu cũng như là áp tâm trương, OVP là áp phòng khám thấp hơn so với
đó là vợ ngoài phòng khám BPM cũng như là ABPM. Và cái phương pháp đó học ngoài phòng khám giúp chúng ta chẩn đoán được cái tăng áp phần dấu và tăng áp xương trắng. Như vậy cái tăng áp phần dấu và tăng áp xương trắng, nhưng mà chúng ta thấy nó khác biệt rất rõ rệt. Tăng áp phần dấu và tăng áp không kiểm soát có nguy cơ tương đương cũng như tăng áp thực sự trong cái đó xương trắng cũng như là bình thường thì đương nhiên thì nguy cơ là thấp hơn. Thì mấy ngoài phần này thì chúng tôi xin giới thiệu nghiên cứu của Idaho đánh giá về tần suất từ dự hầu của tăng áp phần dấu. Như vậy với cái trường hợp này họ đánh giá cái tăng áp phần dấu ở người mà gặp bình thường cũng như là cái bệnh nhân là tăng áp mà tiền tăng áp, thì như vậy hai trường hợp này thì nguy cơ rất cao so với áp bình thường hoặc là tiền tăng áp mà không có cái tăng áp phần dấu. Một cái tổng phân tích như vậy vừa đánh giá kết hợp giữa cái tăng áp tần dấu mà dựa vào phương pháp mà đo áp lưu động 4 giờ cũng như đo áp tại nhà đều cho thấy cái vai trò thì nguy cơ mà tăng sức trọ đến 2,5 lần khi chúng ta sử dụng hai cái phương pháp này để đánh giá được cái nguy cơ của cái tăng áp tần dấu. Đối với điều trị tín hiệu tín nhạc thì nghiên cứu FIRST như vậy cũng đánh giá khi chúng ta sử dụng cái phương pháp mà đo áp tại nhà sẽ giúp cải thiện cái điều trị và sự tuân thủ của bệnh nhân mà chúng ta rất là nhiều, giúp họ gắn bó đối với người thầy thuốc mà chúng ta có các cái chứng trò thích hợp. Điều quan trọng nhất nữa đó là chúng ta cần phải áp dụng các cái máy đo áp thích hợp và chính xác. Vì hôm nay phần này có những cái máy đo có quá trình như vậy là được cải thiện rất nhiều. Ví dụ như cái máy đo áp hiện nay có thể là kết nối được Bluetooth hoặc là cảnh báo được cái nguy cơ đột quỵ. Và đặc biệt nhất hiện nay như cái chủ đề của hội nghị đó là chăm sóc sức khỏe từ xa trong thời kỳ Covid, để trong hợp thời kỳ Covid bắt buộc chúng ta hạn chế cái vấn đề tiếp xúc. Vì vậy đối với những bệnh nhân cách ly chẳng hạn thì vấn đề sử dụng tăng áp tại nhà và kết nối với bệnh nhân kết nối với thầy thuốc là một cái điều rất là quan trọng, giúp thầy thuốc nó sẽ có một hướng dẫn thích hợp mà tránh hạn chế tiếp xúc với chúng ta rất nhiều. Cái nội dung khuyến cáo gồm những phần gì? Đầu tiên quan trọng nhất đó chính là chỉ định bệnh nhân đang điều trị, chúng ta xem là chẩn đoán tăng áp trong trắng, đánh giá tăng áp kháng khí không, đánh giá sự tuân thủ và cải thiện tỷ lệ kiểm soát cũng như một số trường hợp đặc biệt như bệnh nhân có thai hoặc bệnh nhân nguy cơ cao. Khuyến cáo cũng đề cập đến vấn đề sử dụng cái máy đo áp cũng như là băng quấn phải thích hợp và máy đo cũng phải được chuẩn hóa để chúng ta có máy đo. Về vấn đề chuẩn hóa của cái máy đo áp thì như vậy có nhiều phương thức, nhưng một người ta đi giới thiệu để quý vị chúng ta tham khảo, chúng ta phải dựa vào những cái khuyến cáo của thế giới, dường như là StrideBP có một cái trang web chúng ta dựa vào đó là những cái máy đo người ta công nhận, hoặc là chúng ta dựa vào các cái hội đoàn, ví dụ như của Nhật, chúng ta phải dựa vào để chúng ta chọn các cái máy đo mà chúng ta được tin tưởng. Về cái cách đó thì như thế nào thì đó thông thường thì cách đó chúng ta đo thường thường từ 3 cho đến 7 ngày, tốt nhất là 7 ngày. Thì ngay đầu tiên thường thường là người ta sẽ cắt bỏ đi và đó trong cái điều kiện ổn định, không phục thuộc lá sử dụng các cái chất khác, chất kích thích. Thì đây là một cái số đồ dự trừ cho chúng ta thấy đây là một cái kỹ thuật đo áp trong điều kiện hết sức là tốt để chúng ta có một cái tỷ số đảm bảo. Và sau khi kết quả xong đó thì tất cả cái thông số này chúng ta nên ghi lại để bảo với cái thuốc gia đình thầy thuốc theo dõi chúng ta để điều trị. Đây là cái mẫu ghi chép, sau này chúng tôi sẽ phổ biến cũng như dịch phân này ra để cho quý đồng nghiệp cũng như các bệnh nhân đồng nghiệp theo dõi. Chúng ta có cái mẫu ngày đầu tiên thường thường để tham khảo, chúng ta sử dụng ngày sau trung bình. Bên cạnh cái thông số huyết áp đơn thuần thì với cái phương pháp đó tại nhà chúng ta sẽ có nhiều cái thông số đặc biệt khác giúp chúng ta đánh giá tiên lượng, giống như biến chứng huyết áp tăng áp buổi sáng của mình, tăng áp mà nó có liên quan đến cái nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra kỹ thuật tại nhà cũng giúp chúng ta chẩn đoán thêm, phân thể thêm, phân nhóm thêm các cái nhóm bệnh nhân chưa điều trị, bệnh nhân đã được điều trị, bệnh nhân chúng tôi đã nói phần đầu là về đội bệnh nhân đã chưa được điều trị, trước đội bệnh nhân mà chưa điều trị thì danh từ là có khác từ việc bên bệnh nhân chưa điều trị chúng ta hạt trong trắng, còn bên bệnh nhân đã điều trị thế này là tiêu vỏ ở trong trắng, và bên cái nhóm bệnh nhân chưa điều trị chúng ta là tăng hạt biến dị, bên người tăng hạt mà không kiểm soát biến dị. Trường hợp bên này là tăng áp phần dấu, còn khi đã điều trị thì chúng ta là tăng áp không kiểm soát mà phần dấu. Tóm lại thì chúng ta sẽ có một cái số điểm để bệnh nghiệp cũng như bệnh nhân là dễ theo dõi, về chỉ định theo dõi áp để giúp chúng ta chẩn đoán
chúng ta dựa vào các cái công số để chẩn đoán tăng áp ở trung tâm cũng như tăng áp vùng yếu. Và thứ hai nữa về cái cách đo như vậy là chúng tôi cũng lưu ý về cái tư thế, cái thời gian cũng như là cái số lượng đo. Đối với cái bệnh nhân theo dõi điều trị thì chúng ta nên đo một ngày như vậy có hai lần buổi sáng cũng như buổi tối thì chúng ta đánh giá sự tiến lực và được xem mức độ như thế nào. Thì dường như tại nhà giảm dưới 85.5 như vậy chúng ta sẽ đạt được cái nguy cơ, và phải dưới 85 như vậy có thể là giảm cái nguy cơ tim mạch để chúng ta điều chỉnh cái thuốc nạp kịp thời. Tóm lại tăng áp là một vẫn là một thách thức cho chúng ta do tần suất và nguy cơ cao. Về phương đồ tăng áp theo khuyến cáo của WHO 2021 như vậy chia làm hai giai đoạn, và cái chẩn đoán tăng áp thì tùy theo cái khái niệm tối ưu hoặc cơ bản để áp dụng một kỹ thuật đo áp thông thường hoặc là đo áp ở tại nhà. Trong đó cái phân tầng nguy cơ tăng áp thì như vậy theo ba mức, và đặc biệt là chúng tôi lần đầu tiên đưa ra cái khuyến cáo về cái đo áp ở tại nhà trong giai đoạn mới, đặc biệt trong tình hình COVID. Còn riêng đối với khoa học không bụng giờ chúng tôi sẽ có một cái khuyến cáo riêng ở sau này. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị cũng như là các đồng nghiệp. Vâng, chúng tôi xin rất là cảm ơn cái phần trình bày của giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Minh. Trong cái báo cáo này chúng ta thấy có mấy cái vấn đề. Một, tức là qua công trình nghiên cứu MMM mà Việt Nam chúng ta cũng tham gia đấy, thì thấy tỷ lệ tăng huyết áp của Việt Nam chúng ta hiện nay là 33,13%. Nhưng tỷ lệ tăng huyết áp mà chưa đạt huyết áp mục tiêu của chúng ta cũng là 41,3%. Đúng không ạ? Rất là đáng lo ngại. Trong các cái điểm mới của hội nghị tăng huyết áp thế giới đấy, thì người ta chia phân chia tăng huyết áp bây giờ thành hai mức, tức là mức 1 từ huyết áp tâm thu 140-159 và huyết áp tâm trương 90-99, còn cái mức 2 là cứ từ huyết áp tâm thu 160 trở lên và tâm trương ở trên 100 trở lên. Thế thì trong cái báo cáo này cũng khuyến khích chúng ta là nên khuyến khích người bệnh là đo huyết áp tại nhà để mà làm thế nào chúng ta tránh đi được cái hiện tượng áo chào trắng và đánh giá được chính xác cái mức tăng huyết áp của người bệnh để mà chúng ta có cái hướng điều trị cho nó chuẩn. Một lần nữa xin cảm ơn phần trình bày của giáo sư Huỳnh Văn Minh. Để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Huy, là Phó Chủ tịch Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam, sẽ trình bày cụ thể hơn là cập nhật khuyến cáo điều trị tăng huyết áp của Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam và Hội Tim mạch Việt Nam. Xin kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Huy. Kính thưa chủ tọa đoàn cùng quý đồng nghiệp, kính mến, hôm nay tôi xin thay mặt Ủy ban soạn thảo xin báo cáo tóm lược dự thảo khuyến cáo điều trị tăng huyết áp Việt Nam 2021. Về phần điều trị tăng huyết áp, thứ nhất là mục tiêu điều trị tăng huyết áp ở người lớn theo cá thể hóa thì cũng áp điểm cũng như khuyến cáo 2018, chỉ có một điểm mới duy nhất, đó là điều trị sớm đạt đích và duy trì thời gian huyết áp trong ranh giới đích ổn định để bảo đảm tính lợi ích và tính an toàn. Ranh giới đích là khoảng huyết áp điều trị được chứng minh có hiệu quả và an toàn từ mức đích cần đạt đến giới hạn đích thấp nhất an toàn. Bây giờ vào những chứng cứ trong những năm 2020 và 2021, tôi cần xác định một ngưỡng đích của Việt Nam như sau. Trong năm 2020 thì thử phân tích gộp BBLTCC được báo cáo và đang vào Lancet 2021 là 1/350.000 bệnh nhân, đã cho thấy cứ giảm mỗi 5mm thủy ngân thì giảm nguy cơ 10% các biến cố tim mạch, và ngay cả khi huyết áp đưa huyết áp dưới 120 thì vẫn giảm các biến cố tim mạch 19%. Và phân tích gộp của Vincent thì trong huyết áp tâm trương đưa xuống 60-70 thì cũng không khác biệt 70-80, cho nên tính an toàn đối với phân tích gộp về ống tự cách trăng sen không nên đưa dưới 120-70 thì cần phải xem xét lại. Và tại hội nghị ESC thì cho ta thấy những bệnh nhân đái tháo đường có bệnh mạch vành, đái tháo mạch vành thì giảm nguy cơ đường trong ri,
và phân tích hậu ACOG để cho ta thấy rằng đường cong ri thì gặp ở những bệnh nhân đái tháo đường trên 65 tuổi có bệnh mạch vành mà thôi. Và mới nhất là đi được công bố trên tạp chí Trường Môn Tin Học Hoa Kỳ trong tuần này thì dựa 12.000 bệnh nhân tăng huyết áp bệnh dày thất trái hạ huyết áp tối ưu giữa 130-80 so với 140-90 thì có hiệu quả hơn và không ghi nhận có đường cong ri khi hạ huyết áp dưới 120-70. Và đặc biệt phân tích hậu septin thì ghi nhận giữa hai nhóm điều trị tích cực có thời gian trong ranh giới đích là một nhóm là 110-130 mm thủy ngân so với nhóm thông thường 120-140 thì nhóm điều trị tích cực giảm 15% các biến cố tim mạch. Và đặc biệt tại hội nghị ESC nghiên cứu step study được công bố hotline nghiên cứu ở 8.500 bệnh nhân từ 60-80 tuổi điều trị hai nhóm, một nhóm điều trị tích cực huyết áp trung thu hạ trong ranh giới 110-130 so với nhóm thông thường 130-150 thì giảm 26% và các tiêu chí phụ mà cũng không ghi nhận đường cong ri nhóm điều trị tích cực. Và khuyến cáo dự phòng bệnh tim mạch 2021 của ESC cũng thừa nhận có tính bảo thủ và đã chấn chỉnh nhưng mục tiêu huyết áp hạ ban đầu cũng xuống dưới 140 rồi sau đó từ dưới 70 tuổi thì đưa xuống dưới 100 ranh giới 120-130 có đái tháo đường bệnh thận mạch mạch vành đột quỵ thì cũng đưa vào khoảng 120-130 và có thể làm thấp hơn nếu dung nạp được chấp nhận. Còn trên 70 thì đưa xuống dưới 130 và có thể hạ thấp hơn nữa được chấp nhận nếu dung nạp. Còn huyết áp tâm trương thì đưa xuống dưới 80 cho tất cả mọi bệnh nhân tăng huyết áp, nghĩa là không còn đưa cái ranh giới không được đưa xuống dưới 120-70 đối với nhóm tuổi dưới 65 và không hạ dưới 130-70 đối với trên 65 tuổi. Và đặc biệt khuyến cáo một bộ WHO vừa đưa ra vào cuối tháng 8 về điều trị thuốc ở bệnh nhân tăng huyết áp thì tăng huyết áp không bình động mạch điều trị thuốc khi huyết áp tâm thu và tâm trương bằng trên 140-90 và đích là dưới 140, huyết áp tâm thu bằng từ 130-139 ở người đã có bệnh tim mạch hoặc đái tháo đường hoặc bệnh thận mạng hoặc có nguy cơ cao thì cần điều trị thuốc ngay với đích dưới 130. Chính vì vậy chúng tôi đưa ra cái ngưỡng huyết áp ban đầu và đánh giới đích tăng huyết áp người lớn ở Việt Nam đối với huyết áp bình thường cao thì cần thay đổi lối sống và điều trị thuốc ngay ở bệnh nhân có nguy cơ cao hoặc có bệnh tim mạch chất sơ vừa hoặc đái tháo đường hoặc bệnh thận mạng chứ không cần đợi thay đổi thời gian thay đổi lối sống một thời gian như trước đây với đích cần đạt là dưới 130-80 và tăng huyết áp độ 1 trở lên thì thay đổi lối sống và điều trị thuốc ngay cho tất cả bệnh nhân với đích tăng huyết áp không cần có bệnh động mạch là dưới 140-80 mm thủy ngân và đích có bệnh động mạch là dưới 130-80 mm thủy ngân và thời gian để kiểm soát huyết áp đạt đích thiết yếu là trong vòng 3-6 tháng và tối ưu là trong vòng 1-3 tháng và cái ranh giới huyết không nên hạ huyết áp xuống dưới 110-60 mm thủy ngân đối với dưới 70 tuổi và trên 70 tuổi là không nên đưa dưới 120-70 mm thủy ngân và khoảng tám tắc lượng huyết áp phòng khám cần điều trị thuốc đối với tăng huyết áp chung 140-90 và tăng huyết áp có nguy cơ cao có bệnh động mạch là 130-85 đối với dưới 70 tuổi còn trên 70 tuổi là 140-85 có bệnh động mạch mà không bệnh động mạch là 140-90 còn ranh giới đích cần điều trị để cần đạt đó là dưới 70 tuổi là có thể hạ huyết áp ban đầu xuống dưới 130-80
và có thể hạ thấp hơn nữa nếu dùng nào, nhưng không nên hạ huyết áp dưới 110, 60 đối với đái tháo đường, bệnh mạch vành, không điều trị tái tuyến máu, đánh giới đích huyết áp tâm trương là 70, 79, đánh giới đích 10 trên 70 tuổi, huyết áp ban đầu hạ 140, 80 mm thủy ngân và có thể hạ thấp hơn nếu dùng nào, nhưng không nên hạ thấp huyết áp dưới 120, 70. Đích huyết áp phòng khám là dưới 130, 80 tương ứng với đích áo 24 giờ là dưới 125, 70, 50 mm ngân, hay là huyết áp tại nhà dưới 130, 80 mm ngân. Và qua đó chúng tôi đưa ra hai sơ đồ. Bệnh nhân khi khám có tiền tăng huyết áp hoặc là tăng huyết áp thì cần kiểm tra lại để chẩn đoán xác định và phân tích nguy cơ và điều trị theo cá thể hóa, thay đổi lối sống và thuốc. Và khi có huyết áp bình thường cao mà có nguy cơ cao hoặc bệnh tim mạch đã sơ vừa hoặc bệnh thần mạng, đái tháo đường hoặc tăng huyết áp trên 140-90 thì cần điều trị phối hợp thuốc. Hai thứ thuốc sẵn có ngay là A là ức chế men chuyển hoặc tiền thủ thể ăn dưa thứ 92 hoặc với C để chèn kênh canxi tác dụng kéo dài, hoặc D là lời tiểu với liều thấp đến liều thông thường. Liều thấp là bằng liều thông thường và có thể tăng từng bước từ thấp đến thấp, thấp bằng thông thường. Rồi sau đó nếu không kiểm soát thì phối hợp ba thứ thuốc sẵn có A cộng C cộng D, và nếu còn không kiểm soát thì xem như tăng huyết áp có kiểm soát cần chuyển đến bệnh viện hoặc trung tâm tim mạch hoặc tháp bạc một chuyên gia khi có điều kiện hơn để xác định tăng huyết áp phát thì hay tăng huyết áp tứ quát. Còn huyết áp bình thường cao, nguy cơ thấp, trung bình thì thay đổi lối sống 3-6 tháng sau đó mới điều trị, có thể đơn trị liều A, B, C, D. B là chèn beta, có thể cho bất kỳ bước nào như suy tim, táo thắt ngực, sau nhồi máu cơ tim, rung nhị, kiểm soát tần số thấp, nhịp, hoặc phụ nữ có thai hoặc phụ nữ mang thai. Lời tiểu khi dít lai, ưu tiên hơn khi dít nếu có sẵn, nếu không có sẵn thì dùng khi dít. Còn về điều trị tối ưu thì cũng tương tự như thiết yếu, nhưng cốt lõi đó là thêm thuốc viên phối hợp thuốc cố định liều từ liều thấp đến liều thông thường. Nếu không đạt thì dùng viên phối hợp thuốc cố định liều ba thứ thuốc A cộng C cộng D, và nếu không đạt nữa thì xem như tăng huyết áp kháng trị thêm viên thuốc thứ hai là kháng đôsterol hay lời tiểu khác hoặc giảm alpha hoặc giảm beta, và có thể tham khảo chuyên gia về tăng huyết áp. Tăng huyết áp có chỉ định điều trị bắt buộc, chỉ định tùy theo chỉ định bắt buộc như bệnh mạch vành A cộng B hoặc C, suy tim ef giảm A, vô thông sinh ức chế men chuyển hoặc acne hoặc chèn beta hoặc ức chế SGLT2 hoặc kháng đôsterol hoặc lợi tiểu qua khi ứ dịch đột quỵ A cộng D, bệnh thần mạng A cộng C, đái tháo đường nguy cơ cao A cộng C D, ưu tiên thuốc ức chế SGLT2 hoặc riabivan đồng vần trong hạ đường huyết. Về điều trị tăng huyết áp can thiệp không thuốc thì cần thay đổi lối sống và là nền tảng của điều trị dự phòng tăng huyết áp, và chúng tôi đưa ra 6 khuyến cáo không dùng thuốc tốt nhất đã được chứng minh để phòng bảo vệ sốt tăng huyết áp thì có thể tham khảo trên website. Và can thiệp điều trị bằng thuốc cập nhật một số thể loại tăng huyết áp với những chứng cứ mới và tối ưu hóa chiến lược cải thiện phương thuốc điều trị theo dõi, do không có thời gian nên đề nghị xem vào website góp để góp ý thêm. Và qua đó chúng tôi xin có một số kết luận. Mục tiêu điều trị tăng huyết áp là theo cá thể hóa với ngưỡng và đích điều trị dựa vào chứng cứ có hiệu quả và an toàn, cùng với kiểm soát tất cả các yếu tố nguy cơ và bệnh đường mắt trong dự phòng các biến cố lâu dài và sức và tự sức. Huyết áp từ bình thường cao đến tăng huyết áp có bệnh tim mạch sơ vừa, đái tháo đường, bệnh thần mạng, đột quỵ, nguy cơ cao cần điều trị thuốc ngay với đích huyết áp là dưới 130-80 mm thủy ngân. Tăng huyết áp bằng trên 140-90 mm thủy ngân không có bệnh đường mắt thì điều trị thuốc ngay với đích huyết áp dưới 140-80 mm thủy ngân. Điều trị cần tích cực thay đổi lối sống và phối hợp thuốc sớm với điều trị đơn giản thiết yếu theo thuốc sẵn có và tối ưu với cốt lõi viên phối hợp cố định liều từ thấp đến liều thông thường A cộng C, A cộng C cộng D, cập nhật các chứng cứ mới về tăng huyết áp kháng trị, tăng huyết áp đái tháo đường, suy tim, bệnh thần mạng,
chẳng hạn COVID, đúng nhị và một số thêm khuyến cáo chỉ là một hướng dẫn người thầy thuốc lâm sàng cần phải thẩm định để chọn lựa phương thức chẩn đoán điều trị hướng đến mục tiêu y khoa cá thể hóa chính xác. Và chúng tôi xin điểm qua 10 điểm mới chính của khuyến cáo tăng huyết áp 2021, đó là chẩn đoán và điều trị theo hai phương thức thiết yếu và tối ưu linh hoạt theo y tế. Chẩn đoán tăng huyết áp khi ra phòng khám bằng trên 140/90 mm Hg và theo hai độ 1 và độ 2, tiền tăng huyết áp bằng bình thường cao khi huyết áp tâm thu bằng 130/139 mm Hg, huyết áp tâm trương bằng 85/89 mm Hg và phân tầng nguy cơ thấp, trung bình cao theo y tá và có thể tính theo thang điểm score 2 OB vùng nguy cơ cao nhân trên 1.1 hoặc bạn ước tính nguy cơ cao Bullfahop của Hoa Kỳ để tính nguy cơ tuyệt đối. Khám đo huyết áp chuẩn mực theo huyết áp phòng khám, huyết áp tại nhà, huyết áp liên tục, đặc biệt huyết áp tại nhà. Chiến lược điều trị tổng thể thiết yếu và tối ưu theo hai sơ đồ đơn giản nhưng đầy đủ toàn diện. Cốt lõi kiểm soát tăng huyết áp tối ưu là sự tuân thủ dùng sớm phối hợp thuốc liều thấp tăng dần với viên cố định liều đôi hay ba cùng chiến lược nền tảng luyện tập và thiết thực. Mục tiêu điều trị tăng huyết áp theo cá thể hóa với ngưỡng và đích hạ huyết áp đều vào chứng cứ để sớm đạt đích và duy trì thời gian huyết áp trong ranh giới đích ổn định, an toàn và hiệu quả. Thống nhất ngưỡng bắt đầu điều trị thuốc và đích cần đạt theo khuyến cáo của WHO 2021, tăng huyết áp không bình động mạch điều trị thuốc ngay khi huyết áp tâm thu bằng trên 140 mmHg và đích dưới 140 mmHg, huyết áp tâm thu bằng 100 và trên 130/139 mmHg ở người đã có bệnh tim mạch, đái tháo đường, bệnh thận mạch hoặc nguy cơ cao thì cần điều trị thuốc ngay với đích dưới 130 mmHg, thay ranh giới đích không dưới 120/70 mmHg bằng không nên dưới 110/60 mmHg ở nhóm tuổi dưới 70 và trên 70 tuổi là không nên dưới 120/70 mmHg. Cập nhật mới một số thể loại tăng huyết áp đặc biệt như tăng huyết áp của COVID-19, tăng huyết áp kháng thể, tăng huyết áp đái tháo đường, suy tim, bệnh thận mạng, thai nghén trung nhị, chiến lược theo dõi quản lý bệnh nhân là trung tâm tối ưu hóa chiến lược tuyến đầu. Đó là số khuyến cáo sẽ được hoàn thiện và công bố chính thức tại Đại hội Tim mạch Quốc gia. Rất mong được đón nhận phản hồi của tất cả quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin rất cảm ơn phần trình bày của Phó sư tiến sĩ Trần Văn Huy. Qua cái báo cáo này, chúng tôi thấy có mấy cái điểm chúng ta cần lưu ý. Một là cái điểm mới, nói chung trên thế giới người ta khuyến cáo là nên điều trị sớm cái tăng huyết áp để đạt được cái huyết áp mục tiêu. Và theo cái báo cáo trong tạp chí Lancet mới nhất ấy, là cứ giảm 5 mmHg thì nó giảm được 10% các cái biến cố tim mạch. Trong cái điều trị nói chung, chúng ta vẫn thấy là cố gắng huyết áp đạt huyết áp mục tiêu là dưới 140/90, gần đây thấy là cố gắng dưới 140/80 đa số các trường hợp. Nhưng mà nếu tối ưu nhất thì vẫn cố gắng đưa huyết áp dưới 130/80 mmHg thì là tốt hơn. Thế và trước đây người ta nói là cố gắng không được đưa dưới 120/70, nhưng ta thấy là với người trên 70 tuổi thì cũng có thể thôi là chúng ta đưa được xuống, nhưng mà không nên dưới 110/60. Còn những người trên 70 tuổi thì vẫn giữ cố gắng cái mức là không nên dưới 120/70. Trong cái các phác đồ điều trị thì có ba cái nhóm thuốc là A, C, D. A ta biết là các cái nhóm ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể, C là chặn kênh canxi và D là các thuốc lợi tiểu. Ba cái nhóm thuốc này thì bây giờ cái khuynh hướng người ta là phối hợp hai hoặc ba cái nhóm thuốc này nhưng với cái liều thấp ngay từ cái lúc mà huyết áp mới bắt đầu cao thôi. Ngoài ra thì các thuốc chặn beta giao cảm vẫn có cái vai trò của nó, có thể cho luôn trong các trường hợp phối hợp như là suy tim, đau thắt ngực sau nhồi máu cơ tim, rung nhĩ, nhịp tim nhanh hoặc là phụ nữ có thai hay là đang có ý định có thai. Trong mọi tất cả các trường hợp thì khuyến cáo thì vẫn là khuyến cáo thôi. Còn chính người thầy thuốc người ta sẽ căn cứ vào cái tình hình của người bệnh
để mà cái tính chất gọi là cá thể hóa trong từng các cái trường hợp, dựa trên các cái thăm khám bệnh nhân, dựa trên cơ địa người bệnh, dựa trên các cái bệnh đồng mắc, để mà người ta quyết định cái toa thuốc điều trị thích hợp nhất cho người bệnh. Một lần nữa thì xin rất cảm ơn Phó sư tiến sĩ Trần Văn Huy. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái đề tài chúng tôi cho là cũng là rất là hay, là cập nhật về chẩn đoán tăng huyết áp, cập nhật về điều trị tăng huyết áp bằng các thiết bị. Phần trình bày này sẽ do Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia trình bày. Chúng tôi xin kính mời Phó sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Mạnh Hùng. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa tất cả các quý vị đồng nghiệp, hôm nay tôi xin phép được chia sẻ một vấn đề cập nhật về điều trị tăng huyết áp bằng các thiết bị. Câu hỏi thứ nhất đặt ra là lý do tại sao chúng ta cần phải có các thiết bị trong điều trị tăng huyết áp. Thì số 1 là tăng huyết áp vẫn là sức khỏe cộng đồng rất là đáng quan tâm, với tỷ lệ mắc rất là nhiều, tỷ lệ chết cao, cũng như là cái số được điều trị cũng như là điều trị và đạt được đích còn rất là thấp. Thứ hai là việc chúng ta giảm huyết áp đã mang lại một lợi ích rất to lớn. Trong một nghiên cứu tổng hợp mới đây nhất trong Hội nghị Tim mạch châu Âu 2021 đã chỉ ra rõ điều này. Thứ ba là trong rất nhiều thời gian qua, chúng ta đã có rất nhiều các thuốc trong điều trị tăng huyết áp, nhưng chiến lược chúng ta kể cả phối hợp thuốc trong điều trị tăng huyết áp cũng vẫn chưa đạt được kiểm soát tăng huyết áp như chúng ta mong muốn. Thậm chí cái tỷ lệ mà chúng ta kiểm soát được huyết áp lại có xu hướng là đi ngang hoặc đi xuống. Thứ tư là vấn đề tuân thủ trong điều trị tăng huyết áp còn là một cái vấn đề rất đáng quan tâm. Rất nhiều bệnh nhân không tuân thủ điều trị hoặc là rất mệt mỏi khi mà phải điều trị lâu ngày, và cái việc không tuân thủ này nó ảnh hưởng tới tiên lượng người bệnh rất rõ. Và đặc biệt là người ta thấy có rất nhiều cái rào cản trong thực tế ảnh hưởng tới cái điều trị của người bệnh, trong đó cái sự phức tạp của vấn đề dùng nhiều thuốc, và người bệnh trẻ tuổi không ngại không muốn dùng thuốc hoặc vì tác dụng phụ của thuốc là những vấn đề rất đáng quan tâm. Đó cũng là chính là những cái lý do xuất phát thực tiễn để chúng ta cần có một cái biện pháp điều trị xâm lấn không dùng thuốc trong điều trị tăng huyết áp, hay nói cách khác là sử dụng các cái thiết bị trong điều trị tăng huyết áp. Thì về mặt cơ sở lý thuyết của các cái biện pháp điều trị này dựa trên hệ thống thần kinh giao cảm. Chúng ta biết hệ thống thần kinh giao cảm của chúng ta là có hệ thống giao cảm và phó giao cảm, là cái hệ thống thần kinh tự động để điều hòa hoạt động của cơ thể chúng ta. Trong đó hệ thống thần kinh giao cảm liên quan đến những các cái hoạt động mang tính chất chiến đấu và lao động, còn hệ thống thần kinh phó giao cảm liên quan đến nghỉ ngơi. Tăng huyết áp và cái sự mất cân bằng nghiêm trọng của hai hệ thống này, trong đó cái việc là cường thần kinh giao cảm đóng vai trò quan trọng. Do vậy, các cái thiết bị hiện nay chúng ta muốn làm hạ huyết áp thì chính là tác động vào cái hệ thống thần kinh giao cảm hoặc phó giao cảm, nhưng để cân bằng lại cái sự mất cân đối ở bệnh nhân tăng huyết áp như vậy. Và người ta thấy rằng là hệ thống thần kinh giao cảm, hệ thống thần kinh tự động là một cái nguồn tác động phong phú trong ứng dụng là hạ huyết áp, từ những các cái cụ thể về cái giao cảm áp lực hoặc oxy ở xoang cảnh hoặc là những các cái tạng, từ đó dẫn tới điều hòa và làm huyết áp tăng hay giảm. Do đó cho nên chúng ta hoàn toàn có thể tác động vào cái vị trí khác nhau trong cái hệ thống thần kinh giao cảm của người bệnh. Từ những các cái cơ sở như vậy thì các tác giả trên thế giới đã phát triển các phương pháp can thiệp xâm lấn trong điều trị tăng huyết áp. Thì chúng ta phải kể tới là có rất nhiều các cái tác động từ não cho tới những các cái mạch ngoại biên, hoặc là đặc biệt là ở vào thể xoang cảnh và cái thần kinh giao cảm mạch thận, là những vị trí mà được nghiên cứu phát triển ứng dụng nhiều nhất. Và đây là một loạt các cái thiết bị mà đã được nghiên cứu phát triển hiện nay, trong đó cái thiết bị hàng đầu mà chúng ta thấy là tác động lên cái hệ thống thần kinh giao cảm thận. Thứ hai là những cái thiết bị để tác động lên cái thụ thể ở xoang cảnh, có nghĩa là chúng ta kích thích cái thụ thể ở xoang cảnh, hoặc là triệt đốt cái thể cảnh, hoặc là chúng ta làm một cái luồng thông giữa động mạch và tĩnh mạch, tĩnh mạch chậu trung ương. Thì đây là những cái thiết bị đã được phát triển hiện nay trong việc chúng ta điều trị tăng huyết áp. Đầu tiên thì chúng tôi đi xin phép được giới thiệu tương đối sâu vào một cái biện pháp xâm lấn nhưng mà có rất là nhiều triển vọng và đã được nghiên cứu từ lâu, đó chính là việc chúng ta triệt đốt thần kinh giao cảm thận. Thì chúng ta biết là thần kinh giao cảm thận nó bị ảnh hưởng rất nhiều. Từ cái thần kinh giao cảm thận đưa ra các tín hiệu hướng tâm lên não, xong đó từ đó não sẽ điều hành đến các hệ thống mạch, rồi giấc ngủ, rồi tim, rồi đặc biệt lại điều hành ngược trở lại thận.
làm tăng cường các sự co mạch, rồi rối loạn giấc ngủ, tăng co bóp, rối loạn nhịp ở tim và ở thận thì làm tăng hệ thống renin, tăng hấp thu muối, từ đó dẫn tới là tăng huyết áp. Do vậy, việc chúng ta triệt đốt thần kinh giao cảm mạch thận không chỉ làm cắt đứt cái con đường hướng tâm, mà còn bên cạnh đó là cắt đứt cả con đường ly tâm, có nghĩa là từ não ra để ảnh hưởng lại ngược trở lại thận, còn từ thận lên để ảnh hưởng đến các cái cơ quan khác. Như vậy là sẽ làm được hạ huyết áp của chúng ta. Và trong thực hành hiện nay có 3 biện pháp để chúng ta triệt đốt được thần kinh giao cảm thận. Thứ nhất là người ta sử dụng các cái thiết bị có năng lượng tần số radio để chúng ta triệt đốt. Thứ hai là người ta sử dụng cái hệ thống siêu âm. Thứ ba là người ta sử dụng hệ thống các cái kim nhỏ để bơm cồn tuyệt đối vào thành mạch thận để chúng ta làm giảm được huyết áp. Thì đây là 3 các cái thiết bị đang được nghiên cứu ứng dụng, trong đó cái thiết bị mà sử dụng sóng có tần số radio được nghiên cứu ứng dụng nhiều nhất hiện nay. Thì đây là các thử nghiệm cột mốc trong cái việc chúng ta điều trị triệt đốt thần kinh giao cảm thận. Thì chúng ta thấy là cái giai đoạn đầu là những cái ống thông sử dụng năng lượng tần số radio giống như cái ống thông chúng ta triệt đốt ở trong các rối loạn nhịp tim đó, thì một loạt các nghiên cứu đã ra đời. Tuy nhiên, nó có một số các cái nhược điểm, do vậy người ta đã phát triển ra những cái hệ thống, cái ống thông mà có nhiều cực, nó xoắn hình xoắn ốc, và như vậy nó khắc phục được các nhược điểm của ống thông chỉ có một cực ở nói trên. Và một loạt các cái thử nghiệm liên quan tới sóng siêu âm hoặc là sử dụng cồn đã được phát triển, đặc biệt trong những thời gian những năm gần đây, từ năm 2017 đến năm 2019. Một cái số lượng bệnh nhân cũng rất là khác biệt, nhưng số lượng bệnh nhân ở những cái nhóm mà được điều trị bằng phương pháp triệt đốt bằng năng lượng tần số radio thì rất là nhiều. Có những cái nghiên cứu registry, ví dụ như là nghiên cứu Simplicity toàn cầu, có thể lên tới vài nghìn bệnh nhân. Thế thì câu hỏi đặt ra là cái bằng chứng về hiệu quả hạ huyết áp của phương pháp này có được chứng minh hay không? Thì câu trả lời là rất rõ, các cái nghiên cứu trên đã chỉ ra được là việc chúng ta triệt đốt thần kinh giao cảm thận so với một cái thủ thuật giả là sham technique đã làm giảm huyết áp một cách đáng kể. Ở đây chúng ta thấy rằng là một loạt các nghiên cứu mới đây đã được đề ra, ví dụ như là nghiên cứu Spiron, OpMap, The Radiant Solo, The Spiron, OpMap, OnMap, The Radiant Trio, v.v. Chúng ta cũng biết là hai cái hệ thống nghiên cứu là Radio là sử dụng cái sóng siêu âm, còn Spiron là chính là sử dụng cái điện cực đốt đa cực hình xoắn ốc đó. Thì so với cái giả thủ thuật đều làm giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương một cách đáng kể, một cách gọi là hết sức đáng kể, tôi sẽ nhấn mạnh ở đây như vậy để chúng ta nắm bắt được. Và câu hỏi là cách thủ thuật này có an toàn hay không, thì trên nghiên cứu tổng hợp qua theo dõi 3 năm cho thấy rằng là đây là một kỹ thuật an toàn với tỷ lệ tử vong cũng như các cái biến chứng liên quan đến cái mạch thận qua theo dõi 3 năm ở mức thấp, rất thấp, có thể chấp nhận được. Câu hỏi tiếp theo là thế nhưng có nhóm bệnh nhân nào đã được đưa vào nghiên cứu hưởng lợi từ cái thủ thuật triệt đốt thần kinh giao cảm thận này? Người ta thấy rằng là có những cái nhóm, ví dụ như là được nghiên cứu nhiều nhất là tăng huyết áp kháng trị, đái tháo đường, bệnh thận mãn tính, tăng huyết áp tâm thu đơn độc, người già, thì cho thấy rằng là qua 3 năm theo dõi, tất cả các nhóm này đều giảm được huyết áp một cách đáng kể. Điều đặc biệt là nó lại giảm theo trình tự thời gian, có nghĩa là sau 3 năm thì con số huyết áp nó còn giảm hơn đáng kể ngay sau những cái tháng đầu tiên khi chúng ta điều trị. Và đặc biệt là một câu hỏi là thế bệnh nhân không dùng thuốc, hoặc kể bệnh nhân dùng thuốc rồi mà không phải là tăng huyết áp kháng trị như cái tiếp cận trước đây thì có làm giảm được huyết áp hay không? Thì chúng ta thấy ở đây kể cả những bệnh nhân đang dùng thuốc là OnMap chẳng hạn thì kiểu chúng ta làm giảm một cách đáng kể so với thủ thuật sham qua cái theo dõi huyết áp 24 giờ hoặc huyết áp tại phòng khám. Cũng như vậy, kể cả bệnh nhân không dùng thuốc bao giờ thì cái việc chúng ta triệt đốt thần kinh giao cảm thận này cũng làm giảm huyết áp một cách đáng kể, kể cả theo dõi trên huyết áp 24 giờ cũng như là chuyển huyết áp đo tại phòng khám đều làm giảm một cách đáng kể so với cái giả thủ thuật của chúng ta cũng đã được trong nghiên cứu ở trên. Do vậy, những đồng thuận và khuyến cáo đã có sự thay đổi theo thời gian. Thứ nhất là chúng ta thấy là vì cái nghiên cứu Simplicity 3 trước đây không mang lại kết quả, thời điểm đó người ta sử dụng cái điện cực là đơn điện cực thôi, do đó cho nên là có rất nhiều vấn đề cần bàn cãi. Và đến khuyến cáo 2018, người ta không chỉ định cái triệt đốt thần kinh giao cảm mạch thận này như là một biện pháp điều trị tăng huyết áp chỉ cho phép sử dụng trong nghiên cứu. Tuy nhiên, nhờ những các cái nghiên cứu thông báo gần đây, những cải thiện trang thiết bị mà Hội Tim mạch châu Âu đã có những cái đồng thuận năm 2021. Với cái đồng thuận này đã chỉ ra là gì?
Thứ nhất là liệu pháp mà chúng ta triệt đốt thần kinh giao cảm thận có kết quả hạ huyết áp đáng kể so với giả thủ thuật. Thứ hai là chúng ta có thể mở rộng chỉ định lựa chọn trong cái thủ thuật này không chỉ trong bệnh nhân bị tăng huyết áp kháng trị, mà những cái bệnh nhân mới tăng huyết áp chưa dùng thuốc, họ người ta không muốn dùng thuốc, hoặc là tăng huyết áp đã dùng thuốc nhưng dùng nhiều loại quá mà chúng ta cũng muốn có tăng hiệu quả cũng như làm giảm số lượng thuốc phải dùng. Thứ ba là đây là thủ thuật an toàn. Thứ tư là một thủ thuật lựa chọn thêm vào chứ không phải để chúng ta cạnh tranh với điều trị nội khoa. Và đồng thuận cũng nêu ra là chúng ta cần có hướng dẫn quy trình để đưa vào ứng dụng cho thực hành lâm sàng một cách thống nhất. Và đặc biệt là chúng ta cần phải cá thể hóa tùy thuộc bệnh cảnh bệnh nhân. Sự lựa chọn người bệnh cũng là một cái ý để chúng ta đưa tới trong việc chúng ta quyết định có làm thủ thuật cho người bệnh hay không. Đấy là nhóm thứ nhất về cái triệt đốt thần kinh giao cảm thận, là một cái hướng đi chúng tôi nghĩ là đã hầu như chúng ta có thể mang ra thực hành lâm sàng hiện nay cho những cái đối tượng bệnh nhân sau khi chúng ta đã thảo luận kỹ nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề. Cái nhóm thứ hai mà chúng tôi muốn đề cập ở đây là một số các cái thủ thuật không phải triệt đốt thần kinh giao cảm thận liên quan tới những cơ chế là kích thích ở cái xoang cảnh, hoặc là triệt đốt thể cảnh, hoặc là tạo luồng thông ở động mạch tĩnh mạch. Thì chúng tôi xin phép đi nhanh thôi vào một số các kỹ thuật này, bởi vì nó cũng vẫn đang trên đường phát triển, chưa có nhiều bằng chứng, cũng chưa có nhiều chương trình nghiên cứu như triệt đốt thần kinh giao cảm thận. Thứ nhất là người ta cấy một cái thiết bị làm căng cái xoang cảnh, thì cơ chế cái thiết bị là giống như một cái stand thôi, chúng ta cấy vào cái xoang cảnh là nơi mà chúng ta có những cái vị trí mà là những cái thụ thể người ta tiếp nhận với cái áp lực, và khi chúng ta cấy như này chúng ta là kích thích liên tục của nó, làm cho cường thần kinh phó giao cảm lên và làm cho chúng ta hạ huyết áp. Thì cái thủ thuật này nó rất đơn giản. Đối với bác sĩ làm can thiệp thì chúng ta đặt một cái giống như chúng ta đặt một cái filter ở chỗ tĩnh mạch chủ dưới đấy, chúng ta cũng đã hiểu như vậy. Và người ta đã có những cái báo cáo lâm sàng đầu tiên trên người, những người bệnh đầu tiên cho thấy hiệu quả hạ huyết áp cả tâm thu, cả tâm trương qua theo dõi 6 tháng đã giảm một cách đáng kể so với huyết áp của bệnh nhân trước khi được đưa vào điều trị. Cái thủ thuật thứ hai mà người ta cũng đang nghiên cứu phát triển, đấy là người ta triệt đốt cái thể cảnh. Thế cái thể cảnh là gì? Thể cảnh là một cái mô nằm ở cái chỗ chặt, đôi chỗ chia giữa cảnh trong và cảnh ngoài. Đây là một cái mô nó có tính chất là nó cảm nhận với cái bão hòa oxy, cái sự bão hòa oxy ở trong máu. Và khi đó chúng ta triệt đốt cái này đi thì chúng ta sẽ làm cho cái việc cảm nhận này nó bị mất đi và bệnh nhân sẽ hạ được huyết áp. Thì đấy là làm giảm được cái tác dụng của cái thần kinh giao cảm. Và đây chúng tôi nói rất rõ là như vậy. Thì người ta đã sử dụng một cái phương tiện là siêu âm trong lòng mạch để định vị được cái thể cảnh này. Và từ đó người ta cũng dùng một cái ống thông có năng lượng sóng tần số radio để người ta đốt và triệt đốt được cái thể cảnh này. Và trong thực hành cũng đã thấy làm giảm được huyết áp một cách đáng kể. Cái kỹ thuật thứ ba cũng đang nghiên cứu và cũng có nhiều hẹn, đó là người ta dùng một cái thiết bị để tạo luồng thông động mạch và tĩnh mạch chậu. Ở trong này để tạo luồng thông động mạch tĩnh mạch chậu. Thì cái cơ chế tại sao tạo luồng thông này thì nó lại làm giảm được huyết áp thì nó rất là rõ ràng là có thể nó tự là một cái theo một cái định luật của Wilkinson, có nghĩa là làm tái phân bổ lại các cái thể tích dòng chảy khi mà chúng ta có những các cái chỗ mà nó thoát ra như vậy. Thứ hai là nó làm giảm cái trở kháng của hệ thống mạch ngoại biên và có thể là làm tăng các cái peptide lợi tiểu từ tim, từ đó dẫn tới là có thể làm hạ được huyết áp cho người bệnh. Và người ta cũng đã thực nghiệm và thấy là lúc đóng lúc mở cái này ra thì nó có liên quan đến sự thay đổi huyết áp. Và trong những nghiên cứu đầu tiên trên người cũng đều thấy rằng là hạ được huyết áp tâm thu và tâm trương một cách đáng kể qua thời gian theo dõi từ 6 tới 12 tháng. Ở đây cũng là một thủ thuật mang lại nhiều hứa hẹn trong cách tiếp cận điều trị của chúng ta. Và đây là những cái liên quan tới cái tính an toàn cần phải có sự tiếp tục mà chúng ta phát triển về mặt kỹ thuật như vậy. Ngoài ra một loạt các cái thủ thuật khác cũng đang được nghiên cứu phát triển, trong đó là cái kích thích sâu ở não, hoặc là người ta những các cái kích thích xoang cảnh khác, hoặc là người ta kích thích ở cái cung động mạch chủ, hoặc là cấy máy ở tạo nhịp ở buồng tim để người ta điều hòa lại các hoạt động, hoặc là người ta cấy một cái thiết bị để kích thích cái thần kinh ngoại biên ở cổ tay, từ đó gây ra tín hiệu ngược lên trên não của chúng ta để điều hòa làm giảm huyết áp ở ngoại biên. Thì đấy là những cái hướng người ta vẫn đang nghiên cứu và tiếp cận. Tuy nhiên khi
mà tiếp cận với phương pháp điều trị dựa trên các cái thiết bị này, chúng ta phải trả lời một loạt các câu hỏi còn bỏ ngỏ, ví dụ liên quan tới những đối tượng bệnh nhân nào, sự lựa chọn của bệnh nhân ra làm sao, và những cái bệnh lý đi kèm như thế nào, giá thành điều trị như thế nào, rồi các cái cách mà chúng ta dự đoán được cái đáp ứng với các cái thiết bị ra làm sao, mức độ an toàn như thế nào, và cũng như các kết quả ở trong các nghiên cứu phải được diễn giải như thế nào, vân vân, là những vấn đề mà chúng ta còn cần bàn cãi. Và để tóm tắt cho cái bài trình bày ngắn gọn của tôi ngày hôm nay, giới thiệu hôm nay, thì chúng tôi xin tóm tắt những ý sau. Thứ nhất là tăng huyết áp vẫn là sức khỏe toàn cầu và cần có thêm nhiều các cái phương pháp tiếp cận. Thứ hai là các thiết bị giảm huyết áp vẫn là một cái hướng tiếp cận mới và có rất nhiều triển vọng trong điều trị tăng huyết áp. Trong số các cái thiết bị và các cái thủ thuật điều trị tăng huyết áp đó thì triệt đốt thần kinh giao cảm thận là một cái biện pháp có rất là nhiều kết quả nghiên cứu, có hiệu quả, an toàn và có thể đưa vào ứng dụng trong lâm sàng. Và cuối cùng là chúng ta rất cần có thêm các cái nghiên cứu và các cái ứng dụng trong thực hành lâm sàng. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự chú ý của các bạn và xin lắng nghe các ý kiến đóng góp cũng như các câu hỏi của các bạn. Vâng, xin rất là cảm ơn phần trình bày của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng. Một cái bài trình bày để cho chúng ta thấy là những cái biện pháp điều trị tăng huyết áp bằng các thiết bị rất là mới và rất là hay. Trong như chúng ta biết là cái hệ thần kinh giao cảm, nhất là cường giao cảm, nó có liên quan rất nhiều đến các cái cơ chế về tăng huyết áp. Thì các thiết bị người ta tác động lên thần kinh giao cảm của thận hoặc là xoang cảm thì trên thực tế đã có các cái hiệu quả và có rất nhiều các cái nghiên cứu. Thì chúng ta biết là người ta có thể dùng các biện pháp như là RF hoặc là siêu âm hoặc là bơm cồn, nhưng mà các cái nghiên cứu nhiều nhất là các cái nghiên cứu Simplicity 1, 2, 3. Chúng ta biết là có giai đoạn đầu đấy thì kết quả rất là tốt, sau đó thì cũng có những cái giai đoạn người ta thấy là hiệu quả không đáng kể và phải xem xét lại các cái phương pháp này. Nhưng mà gần đây do cải tiến được của các cái trang thiết bị, nhất là các cái đầu sông đưa vào, thì người ta thấy là phương pháp điều trị bằng gọi là triệt đốt thần kinh giao cảm bằng RF ở thận ấy, thì lại cho kết quả hạ áp tương đối tốt, thủ thuật tương đối an toàn, và đây là một thủ thuật thêm vào để điều trị cho tăng huyết áp cùng với các cái thuốc, tất nhiên vẫn phải có cái cá thể hóa. Ngoài cái điều trị bằng RF triệt đốt thần kinh giao cảm thận thì cái phương pháp này thì tại Viện Tim Mạch Việt Nam chúng ta cũng đã tiến hành, và cũng như một số cơ sở khác cũng đã bắt đầu tiến hành cái phương pháp này, chủ yếu là điều trị cho các trường hợp tăng huyết áp kháng trị là chính, đúng không ạ? Thế thì còn ngoài ra còn một số biện pháp khác như là các thiết bị căng ở xoang cảm, sau 6 tháng người ta thấy là huyết áp xuống rất là rõ. Rồi các thiết bị triệt đốt phần phân nhánh của động mạch cảnh bằng RF, và lại còn cái phương pháp gọi là tạo luồng thông động mạch và tĩnh mạch trọng, cũng như là một vài cái biện pháp khác. Thì chúng tôi thấy là cái phần giới thiệu phần giáo sư Phạm Mạnh Hùng thì sẽ giúp cho chúng ta có các cái hướng, và nếu mà các cơ sở chúng ta được đào tạo về kỹ thuật và có các thiết bị này thì nó sẽ giúp thêm cho chúng ta một cái biện pháp tiếp cận mới cùng với các thuốc trong điều trị cho các bệnh nhân tăng huyết áp. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quang, là Phó Viện trưởng Viện Tim Mạch Quốc gia đấy, sẽ trình bày về tiếp cận và điều trị tăng huyết áp năm 2021 đã có những cái thay đổi gì. Xin kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quang. Thưa các thầy trong chủ tọa đoàn, thưa các bạn đồng nghiệp đang theo dõi chương trình trực tuyến. Tiếp theo chương trình, tôi xin phép được trình bày cái chủ đề là tăng huyết áp năm 2021 đã có những thay đổi gì. Đây là thông báo về xung đột lợi ích của tôi. Như chúng ta đã biết thì tăng huyết áp vẫn đang là một gánh nặng lớn gây ra tử vong của bệnh tật trên toàn cầu. Dự kiến năm 2015 có tới 28,5 triệu ca tử vong liên quan đến tăng huyết áp, trong đó 88% là xuất hiện những nước thu nhập thấp trung bình như ở Việt Nam. Đã có rất là nhiều các cái chương trình của các cái tổ chức y tế trên thế giới để đưa ra các cái khuyến cáo hoặc là cách tiếp cận giúp để quản lý tăng huyết áp với nhiều mô hình cách tiếp cận khác nhau. Và trong những thời gian vừa qua đã có những thay đổi khá là mạnh mẽ những cái quan điểm cũng như là cách tiếp cận đối với cả chuyện tăng huyết áp. Và việc đầu tiên là chúng ta nhìn thấy là cái xu hướng huyết áp tăng ở những nước đang phát triển như Việt Nam.
Nhưng số liệu trong vòng 20 năm qua cho thấy là gì ạ? Ở những nước mà có thu đã phát triển và có thu nhập cao thì cái xu hướng huyết áp trung bình trong quần thể giảm xuống. Trong khi đó những khu vực những nước đang phát triển như Đông Nam Á như Việt Nam thì là có xu hướng tăng lên. Thành ra là hàng năm chúng ta phải đối mặt với một cái tăng lên về vấn đề tỷ lệ tăng huyết áp cũng như con số huyết áp trung bình ở trong cộng đồng. Và những số liệu của viện tim mạch cho thấy là trung bình mỗi một năm chúng ta tăng cỡ khoảng 1% tỷ lệ tăng huyết áp trong cộng đồng. Có một vài cái sự thay đổi liên quan đến hiểu biết về dịch tễ của chuyện tăng huyết áp. Đầu tiên là cái gánh nặng huyết áp của phụ nữ. Trước đây thì chúng ta nghĩ rằng là cái bệnh lý tim mạch hay là huyết áp phụ nữ thì chậm hơn so với nam giới cỡ khoảng 10 năm. Nhưng tuy nhiên các con số dịch tễ gần đây thì cho thấy không phải như vậy. Tổng kết trên toàn cầu cho thấy là gì ạ? Đối với cả cái lứa tuổi trước 50 thì đúng là có nếu mà chúng ta hiệu chỉnh cái mức độ huyết áp trung bình theo tuổi ở nam giới thì cao hơn rõ rệt so với nữ giới. Tuy nhiên sau lứa tuổi 50 thì hai con số này gần như chập vào nhau. Và nếu chúng ta xem xét cái diễn biến huyết áp theo dòng thời gian thì bắt đầu từ những năm 30, huyết áp của phụ nữ bắt đầu tăng vọt và vượt qua cái mức tăng ở nam giới. Thành ra là đối với cả phụ nữ chúng ta cần phải xem xét lại cái câu chuyện là tiếp cận, là dự phòng, là điều trị một cách sớm hơn ngay ở trong giai đoạn từ năm 20, 30 của lứa tuổi. Hay nói khác đi là những cái cơ hội, cửa sổ để sàng lọc, phát hiện để quản lý tăng huyết áp ngay trong giai đoạn sinh nở. Ví dụ như là tăng huyết áp thời kỳ thai nghén, tiền sản giật hoặc là đái tháo đường thời kỳ thai nghén vân vân. Thì đây là những cái khoảng cửa sổ cho phép chúng ta tiếp cận và kiểm soát huyết áp tốt hơn ở nữ giới. Một vài các đặc điểm khác chúng ta cũng thấy là có sự thay đổi các cái quan hệ giữa huyết áp và một số yếu tố nguy cơ truyền thống. Ví dụ như là huyết áp kèm cân nặng. Trước đây trong những thập kỷ 70 chúng ta thấy là khi cân nặng tăng, BMI tăng thì huyết áp tăng. Tuy nhiên những năm gần đây thì chúng ta không còn nhìn thấy rõ cái xu hướng đó nữa. Cái việc tăng BMI là khá độc lập so với câu chuyện tăng huyết áp. Như vậy là cái quan hệ giữa huyết áp với những yếu tố nguy cơ truyền thống đã thay đổi. Phải chăng là đã có những yếu tố nguy cơ mới nổi làm thay đổi cái cán cân giữa câu chuyện huyết áp và những cái yếu tố nguy cơ truyền thống. Quay trở về vấn đề là câu chuyện tăng huyết áp thì thường là chúng ta nghĩ là việc tăng huyết áp thì tương đối đơn giản, chẩn đoán thì tương đối dễ, chủ yếu dựa vào cái đo, có thể là đo bằng cái máy đo tự động tại nhà, có thể là đo tại máy đo tự động tại phòng khám. Tuy nhiên là đo đúng không phải dễ. Một cái điều tra cắt ngang 2020-2021 tại Hoa Kỳ cho thấy là những bác sĩ tim mạch thì cũng chỉ có 50% là biết được là cái thiết bị đo của mình là thực sự có chính xác, có được kiểm chuẩn hay không. 20% thì đo một cách hoàn toàn chính xác, còn lại 70-80% đâu đó đều có những cái sai số. Và như vậy rõ ràng là câu chuyện đo đúng huyết áp không phải dễ, việc tuân thủ protocol không phải dễ, nhất là trong bối cảnh bệnh nhân là đông. Và chính vì thế cho nên là về phía câu chuyện chẩn đoán và theo dõi huyết áp, chúng ta càng nên khuyến khích người dân tự đo huyết áp bằng các dụng cụ đo tự động tại nhà để có thể có cái số đo để làm tham chiếu và để mà theo dõi cũng như là đánh giá cái dao động của biến tiền huyết áp. Đối với câu chuyện huyết áp và điều trị huyết áp thì sao? Trước đây thì chúng ta chia ra làm nhiều loại, ví dụ như là dự phòng tăng huyết áp tiên phát hay là thứ phát. Sau khi ở có sự khác biệt đến mức độ ở những bệnh nhân có hay không có tiền sử bệnh lý tim mạch. Tuy nhiên những phân tích của gần đây năm 2021, tháng 5 năm 2021 cho thấy là gì ạ? Cho dù là bệnh nhân có hay không có bệnh lý tim mạch từ trước thì cái hiệu quả của việc làm giảm các cái biến cố tim mạch nhờ điều trị tăng huyết áp là giống nhau. Hay nói khác đi là cái câu chuyện dự phòng tiên phát hay thứ phát ở huyết áp ở những bệnh nhân có hay không có bệnh lý tim mạch không còn nữa, mà nó phụ thuộc vào việc số đo huyết áp như thế nào. Một phân tích gộp khác vào tháng 9 năm 2021 trên tờ Lancet cũng cho một kết quả tương tự như vậy. Nếu chúng ta chia theo các cái tầng theo lứa tuổi, rõ ràng tuổi càng cao thì nguy cơ tim mạch càng cao. Nhưng tuy nhiên, nhưng nếu mà xem xét ở từng lứa tuổi khác nhau thì chúng ta thấy cái hiệu quả của việc làm giảm các biến cố tim mạch khi hạ huyết áp là tương đương với nhau ở bất kỳ các cái mốc huyết áp như thế nào. Thậm chí là nếu chúng ta lấy cái mốc mà dưới 120 mét thủy ngân là cái mốc tiêu chuẩn thì chúng ta cũng nhìn thấy cái hiệu quả hạ huyết áp ở trên tất cả các nhóm khác, và nó có một cái đường cong tuyến tính gần giống là cái câu chuyện hạ LC Queso. Như vậy rõ ràng là đâu đó có một cái mốc huyết áp được gọi là tối ưu ở quanh quanh hoặc là dưới cái mốc 120 mét thủy ngân như thế này, và cái việc chúng ta hạ huyết áp xuống cái mốc huyết áp lý tưởng này nó cho phép làm giảm các biến cố tim mạch đáng kể, bất kể là nguy cơ tim mạch hay lứa tuổi của bệnh nhân là như thế nào. Vậy thì huyết áp tuân thu thế nào được gọi là lý tưởng? Nếu mà chúng ta xem xét thì cơ sở diễn tiến của mảng sơ vữa,
chúng ta biết rằng cái mảng sở hữu nó không tiến triển hoặc là thoái chuyển, huyết áp phần tu nó quanh cái mốc 120-140, hay nói khác đi, cái ngưỡng huyết áp lý tưởng đâu đó sẽ ở dưới thấp hơn hoặc là xung quanh ngưỡng 120 mm thủy ngân. Nếu chúng ta xem xét các dữ liệu của các bộ tộc sống cách xa cái nền công nghiệp hóa chúng ta trong rừng rậm Amazon, hoặc là dữ kiện của cái nghiên cứu gọi là MESA, trong đó đánh giá như tiến triển của các cái vôi hóa hoặc là nứt vỡ của mảng sơ vữa trên những bệnh nhân chỉ có tăng huyết áp và không có bất kỳ một yếu tố nguy cơ tim mạch nào khác, người ta thấy là khi huyết áp tâm tu vượt trên 100 thì bắt đầu có sự xuất hiện của các cái biến cố trên mạch vành. Như vậy ở đâu đó cái ngưỡng huyết áp lý tưởng phải là ngưỡng 100 mm thủy ngân. Vậy thì liệu chúng ta có thể hạ được cái huyết áp bình thường xuống cái mốc này không? Thì đã có rất là nhiều phân tích gộp cho thấy là chúng ta có thể hạ huyết áp mục tiêu xuống cái mốc 130 mm thủy ngân và vẫn đem lại hiệu quả làm giảm đáng kể các biến cố tim mạch chính, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não hay là suy tim qua những cái thử nghiệm lớn như là thử nghiệm SPRING hoặc là những cái phân tích gộp mà chúng ta nhìn thấy trên hình ở đây. Chính vì thế, ở Hiệp hội Tim mạch châu Âu năm 2018 đã đưa ra cái ngưỡng huyết áp mục tiêu là 120-130 với cái người trẻ tuổi dưới 65. Và đối với cả người cao tuổi thì là 130-140, thậm chí có thể hạ được thấp hơn nếu dung nạp được, và đưa ra cái ngưỡng huyết áp tâm trương mục tiêu tại phòng khám là cỡ khoảng 70-80. Tại đây thì bắt đầu nảy sinh ra một loạt các câu hỏi là liệu cái huyết áp tâm trương có thể hạ thấp hơn 70 mà vẫn an toàn hay không, và liệu chúng ta có thể hạ huyết áp tâm thu được xuống hơn nữa hay không. Thế thì cái nghiên cứu năm 2021 đánh giá trên những người cao tuổi là những cái đối tượng chúng ta đang ngại ngần việc hạ huyết áp tâm thu, gọi là nghiên cứu STEP, cho thấy là cái việc hạ huyết áp mục tiêu huyết áp thấp hơn, duy trì mức huyết áp tâm thu từ 110-130 ở những cái bệnh nhân mà tuổi từ 60-80, không có tiền sử tim mạch ít, không có tiền sử tai biến mạch não, ít có bệnh lý tim mạch từ trước, thì là những người được thực sự được hưởng lợi. Và cái việc duy trì huyết áp thấp như vậy vẫn cho phép làm hạ đáng kể 26% các biến cố tim mạch, các biến cố tai biến mạch não, rồi hội chứng mạch cấp và suy tim, trong khi không làm tăng các biến cố tác dụng phụ và tổn thương thận. Như vậy là đối với cả những người, thậm chí là kể cả những người cao tuổi, nếu mà có ít bệnh lý phối hợp thì cái ngưỡng huyết áp tâm thu mục tiêu thấp hơn nó vẫn có thể đem lại lợi ích cho người bệnh. Câu chuyện huyết áp tâm trương thì sao? Nếu chúng ta phân tích kỹ hơn cái dữ kiện của thử nghiệm SPRING, là cái thử nghiệm mà kiểm soát huyết áp rất là tốt, thì chia làm hai nhóm, một nhóm là có bệnh lý tim mạch từ trước và một nhóm là không có bệnh lý tim mạch. Thì đối với cả cái nhóm mà có bệnh lý tim mạch thì khi mà cái ngưỡng huyết áp tâm trương loanh quanh ở mức 68 cho đến 78 thì ở đó là cái nơi mà tỷ lệ biến cố là thấp nhất, và nếu mà chúng ta chỉ cần xuống thấp hơn thì lập tức là gia tăng tỷ lệ các biến cố. Tuy nhiên ở cái nhóm mà không có bệnh lý tim mạch từ trước, nguy cơ tim mạch thấp, thì cái khoảng dao động nó thấp hơn rất nhiều. Chúng ta thấy là có thể dao động khoảng độ 63 cho đến tận 83 mà vẫn không làm tăng đáng kể các biến cố tim mạch. Như vậy rõ ràng ở những cái người mà không có cái nền, không có cái nguy cơ tim mạch cao, thì hạ huyết áp tâm trương xuống thấp nó vẫn có thể có lợi. Và nếu chúng ta xem xét kỹ hơn một chút, những cái bệnh nhân mà có bệnh lý mạch vành từ trước là cái nhóm mà chúng ta ngại hại là rất là ngần ngại để hạ huyết áp tâm trương và nó làm tăng tỷ lệ tử vong, thì chúng ta thấy là gì ạ? Đấy là nếu như bệnh nhân mà không được tái thông mạch vành thì đúng là nó làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch và tử vong do tim mạch. Ngược lại ở những cái bệnh nhân mà đã được tái thông mạch vành thì cái đường cong này không có gì khác biệt. Như vậy chúng ta có thể yên tâm hạ huyết áp tâm trương hơn nữa. Như vậy nói khác đi là gì ạ? Là nếu như một bệnh nhân mà cái nguy cơ tim mạch thấp, cái việc chúng ta duy trì huyết áp tâm thu tâm trương thấp để gần đạt được cái huyết áp tối thiểu lý tưởng là huyết áp tâm thu khoảng 100 đó, nó sẽ cho phép bảo vệ tốt hơn, hạ được các biến cố tim mạch một cách tốt hơn. Còn nếu như bệnh nhân đã có bệnh lý tim mạch thì chúng ta điều trị triệt để tái thông cái chỗ hẹp của mạch vành thì nó sẽ làm gia tăng cái tính an toàn khi chúng ta hạ thấp cái mức huyết áp tâm trương, hay nói khác thì lúc đấy chúng ta có thể kiểm soát huyết áp một cách tối ưu, một cách tốt hơn. Chính vì thế cho nên là chúng ta dần dần nhận thấy là trong những cái huyết áp mục tiêu theo cái khuyến cáo mới của ESC năm 2021, người ta chỉ còn nhắc đến cái ngưỡng trên, tức là cố gắng đạt được huyết áp tâm trương dưới 80 mà không còn nói đến cái ngưỡng dưới nữa, và thậm chí là cho phép bệnh nhân có thể đạt được huyết áp thấp hơn nếu như mà bệnh nhân vẫn dung nạp được. Thế thì bên cạnh cái câu chuyện mà hạ được con số lý tưởng như vậy thì người ta nhận thấy một điều là gì ạ? Là cái gánh nặng của bệnh tật, đặc biệt là bệnh lý liên quan đến xơ vữa, phụ thuộc vào cái thời gian tiếp xúc tích lũy. Tức là nếu như cái thời gian huyết áp hay là mỡ máu cao mà bệnh nhân có cái duy trì cái thời gian đấy nhiều, bị mắc bệnh lâu dài thì nó sẽ làm gia tăng các biến cố. Và vì thế ở đây không còn là câu chuyện là hạ xuống một ngưỡng nào đó nữa, mà cần phải hạn chế tối đa cái thời gian tiếp xúc tích lũy như vậy. Và thậm chí là đã có những công trình nghiên cứu cho thấy nếu chúng ta hạ đồng thời cả huyết áp, cả lipid máu
trong một thời gian dài thì chúng ta sẽ đem lại lợi ích đáng kể để hạ các biến cố tim mạch. Vì thế cái chiến lược kiểm soát yếu tố nguy cơ tim mạch nói chung, đặc biệt là huyết áp hay LC-threshold cần phải đạt tích cực, sớm, ổn định và lâu dài. Và để làm gì ạ? Để làm giảm thiểu cái mức độ tiếp xúc, giảm thiểu cái thời gian tiếp xúc, từ đó đảm bảo được cái việc là giảm đủ độ, giảm cái thời gian tích lũy, thì như vậy mới có thể kiểm soát được các biến cố tim mạch. Nó khác so với cả chuyện ngày xưa khi chúng ta chỉ đặt cái ngưỡng và đôi khi chúng ta chấp nhận cái độ trồi sụt xung quanh cái ngưỡng đó. Thậm chí còn có những quan điểm hết sức mạnh mẽ trên tờ Lancet cho thấy là bây giờ thay vì người ta nhắc đến những cái bệnh như kiểu là tăng huyết áp thì người ta sẽ coi đó là cái sự biến thiên của con số huyết áp và làm thế nào để kiểm soát được huyết áp càng đạt đến mức tối ưu càng tốt. Đồng thời với cả quan điểm này, nếu mà chúng ta muốn làm giảm cái thời gian tiếp xúc tích lũy thì chúng ta sẽ dần dần có xu hướng là gì ạ? Sẽ đạt cái việc mà kiểm soát sớm hơn để làm giảm cái tổn thương cơ quan đích. Và một trong ví dụ minh họa đó chính là cái việc chúng ta kiểm soát huyết áp ở lứa tuổi trung niên để làm giảm sát suất trí tuệ, là một cái tổn thương cơ quan đích đến muộn và đôi khi chúng ta không chú ý đến liên quan đến tăng huyết áp, nhưng thực ra lại là rất cần thiết để cải thiện chất lượng sống ở những người bệnh nhân tăng huyết áp chúng ta. Bên cạnh câu chuyện đó, để mà kiểm soát được cái câu chuyện huyết áp được tối ưu thì cũng chính là cái việc mà chúng ta là hạn chế được các cái gia tăng các cái tăng huyết áp về buổi sáng, về đêm hay là về ban ngày. Và để cái việc mà chúng ta kiểm soát được hoàn hảo số đo huyết áp chính là cái câu chuyện là chúng ta đưa được con số huyết áp mục tiêu nằm trong dao động trong một khoảng nhất định. Và chính vì thế bây giờ, quan điểm bây giờ là không còn đạt một con số huyết áp mục tiêu nữa, mà làm thế nào để tăng tối đa cái thời gian huyết áp nằm trong cái khoảng tối ưu. Ví dụ như là nếu chúng ta muốn đạt cái con số huyết áp 120 thì chúng ta đạt cái ngưỡng loanh quanh 20 mét phân xung quanh cái ngưỡng đó là 110-130. Và nếu chúng ta duy trì huyết áp nằm trong khoảng này thì chúng ta sẽ bảo vệ các tổn thương cơ quan đích bằng cách tốt hơn. Các nghiên cứu đã cho thấy cái việc mà chúng ta duy trì được cái huyết áp nằm trong khoảng mục tiêu điều trị nó sẽ làm giảm đáng kể các biến cố. Và chính vì thế cho nên là để mà điều trị, chúng ta sẽ có cái xu hướng là phối hợp thuốc liều thấp ngay từ đầu để có thể đảm bảo được duy trì được huyết áp nằm trong khoảng mục tiêu điều trị. Và thậm chí năm 2021 người ta còn có một cái nghiên cứu là Quatret cho thấy là phối hợp 4 thuốc huyết áp liều rất thấp cho phép để chúng ta kiểm soát tốt hơn, tác dụng phụ tương đương, và nhờ vậy mà bệnh nhân có thể đạt được cái huyết áp nằm trong cái giới hạn điều trị một cách lâu dài hơn. Bên cạnh đó, khi có nhiều yếu tố nguy cơ cùng một lúc cần kiểm soát, người ta sẽ tận dụng các cái tác dụng chéo giữa các cái thuốc trong các nhóm. Chẳng hạn chúng ta dùng các cái thuốc để đái đường nhưng có tác dụng hạ huyết áp để tăng tối ưu cái việc kiểm soát tăng huyết áp và đưa được huyết áp nằm trong cái khoảng thời gian điều trị. Đó, ngoài những câu chuyện huyết áp, người ta còn cân nhắc đến những cái biện pháp mới như là không dùng thuốc để có thể hạn chế được số lượng thuốc dùng và đồng thời kiểm soát ổn định cách tốt hơn, ví dụ như là chiết xuất thần kinh do cảm động mạch thận mà hiệu quả gần đây cho thấy có thể hạ được tương đương cả một viên thuốc mà không cần phải dùng thuốc lâu dài. Thì cái việc kết quả của cái chiết xuất thần kinh do cảm động mạch thận sẽ được trình bày khá nhiều trong hội nghị năm nay. Bên cạnh đó, người ta cũng phát triển các cái mô hình khác nhằm để tăng cao cái hiệu quả kiểm soát tăng huyết áp, ví dụ như là kiểm soát huyết áp tại phòng khám, kiểm soát huyết áp tại hiệu thuốc, rồi dùng cái mô hình y tế tại gia đình, và nó rất phù hợp trong bối cảnh dịch hiện giã hiện nay để cho phép kiểm soát huyết áp tốt hơn. Ngoài ra, người ta còn thử nghiệm các cái dạng mà tác động, ví dụ như là chúng ta thay đổi các mối ăn bằng cái dạng là làm giảm nạp tỳ và tăng kali, trên cơ sở đó có thể làm giảm đáng kể huyết áp, đột quỵ cũng như biến cố tim mạch mà không có các bằng chứng gây hại. Rồi người ta phát triển các mô hình can thiệp số, sử dụng các cái ứng dụng trên điện thoại di động hay là thông minh để giúp cho bệnh nhân tuân thủ lối sống kiểm soát huyết áp tốt hơn, và kết quả ban đầu cho thấy là những cái can thiệp số này có thể làm giảm phần nào những cái con số huyết áp trên Holter huyết áp 24 giờ hoặc là huyết áp tại nhà. Như vậy chúng ta thấy là gì ạ? Đã có sự thay đổi một cách rất là đáng kể cái việc mà những cái quan điểm cũng là cái cách tiếp cận câu chuyện tăng huyết áp. Và cho đến thời điểm hiện tại thì thực ra tăng huyết áp còn là câu chuyện chưa đến hồi kết. Đây là những con số cho thấy chúng ta mới chỉ kiểm soát tốt được cỡ khoảng 20% những cái bệnh nhân huyết áp mà được phát hiện mà thôi. Trong khi đó cái gánh nặng tăng huyết áp của những bệnh nhân chưa được chẩn đoán, những bệnh nhân chẩn đoán mà chưa được kiểm soát vẫn còn đó. Để lý kết luận, chúng ta có thể đưa ra những cái điểm như sau. Thứ nhất là tăng huyết áp vẫn là một cái gánh nặng hàng đầu trong cộng đồng. Tuy nhiên đặc điểm dịch tễ đã có ít nhiều có sự thay đổi và đòi hỏi chúng ta cần có một cái sự giám sát dịch tễ một cách tốt hơn. Cái cách tiếp cận hiện tại là làm giảm thiểu cái thời gian tiếp xúc tích lũy với tăng huyết áp. Do vậy cần khi mà cái chiến lược kiểm soát huyết áp là cần tích cực sớm hơn, làm ổn định hơn và kéo dài. Mục tiêu huyết áp không còn chỉ là câu chuyện đạt được con số huyết áp mục tiêu nữa, mà quan trọng nhất là duy trì tối đa cái thời gian huyết áp nằm trong cái khoảng loanh quanh huyết áp mục tiêu, khoảng này cứ khoảng 20 mét/s là vừa.
Và chính vì thế nên khi điều trị cần phải sử dụng sớm các cái dạng phù hợp thuốc, tận dụng các cái tương tác chéo để đồng thời kiểm soát tốt từ nguy cơ tim mạch cũng như là các bệnh lý mãn tính kèm theo, cũng như là sử dụng các biện pháp mới không dùng thuốc đầy hứa hẹn, ví dụ như là chế độ thần kinh giao cảm ngoại tận. Và đấy là cái phần trình bày của chúng tôi về những cái quan điểm, cái cách tiếp cận mới về câu chuyện tăng huyết áp năm 2021. Xin cảm ơn sự chú ý của lắng nghe của các bạn quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn phần trình bày phó sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quang về một số các cái điểm thay đổi về tăng huyết áp trong năm 2021. Thì qua phần trình bày chúng ta cũng thấy là cái xu hướng mà tăng cái tỷ lệ tăng huyết áp trong cộng đồng hiện nay là rất là rõ, và cái việc chẩn đoán tăng huyết áp rất là dễ, chỉ cần là đo đúng. Nhưng mà nói như thế, những cái việc đo đúng huyết áp lại không dễ nếu như mà chúng ta không có cái hướng dẫn đầy đủ cho các cái thầy thuốc cũng như là bệnh nhân. Và cái hiệu quả hạ huyết áp thì người ta thấy là đều giống nhau, cho dù là có hay là không có các cái bệnh tim mạch. Ở tất cả các cái mức tăng huyết áp thì việc giảm huyết áp xuống đều có cái hiệu quả tốt, cho dù là con số huyết áp là bao nhiêu. Và cái khuynh hướng là huyết áp lý tưởng, cả huyết áp tâm thu cũng như là huyết áp tâm trương, thì người ta thấy là cũng có thể là giảm thấp hơn cái mức mà như chúng ta vẫn nói là 130/80. Tất nhiên là cố gắng là chúng ta phải cá thể hóa. Người ta vẫn thấy là cái mức từ 110-130 đối với huyết áp tâm thu và 70-80 mm thủy ngân đối với huyết áp tâm trương vẫn là cái huyết áp cố gắng đạt cái huyết áp mục tiêu như vậy. Cái việc bên cạnh cái huyết áp thì việc kiểm soát yếu tố nguy cơ thì rất là cần thật sớm, thật tích cực, thật ổn định và lâu dài. Việc kiểm soát huyết áp mà tốt đấy thì ngoài tất cả các cái giảm các biến cố thì người ta thấy một lần nữa là nó giảm được cái tỷ lệ sa sút trí tuệ vốn hay có ở những cái người cao tuổi. Và huyết áp mục tiêu bây giờ thì không phải là một cái con số nào đạt được, mà bây giờ cần đạt và duy trì cái huyết áp mục tiêu trong một thời gian lâu dài. Và chính vậy nó khuyến khích và khẳng định cái khuynh hướng điều trị tăng huyết áp bây giờ là cố gắng phối hợp sớm với cái liều thấp của nhiều loại thuốc hạ áp trong cái điều trị cho bệnh nhân tăng huyết áp. Một lần nữa xin cảm ơn phần trình bày phó giáo sư Nguyễn Ngọc Quang. Và tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin kính mời tiến sĩ bác sĩ Trần Kim Sơn ở trường Đại học Y Dược Cần Thơ với cái phần trình bày là lựa chọn thuốc chạy beta trong điều trị tăng huyết áp, đâu là các vấn đề cần quan tâm. Xin kính mời tiến sĩ Trần Kim Sơn. Xin đề nghị các báo cáo viên cố gắng cũng bỏ thời gian. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý vị đại biểu, tiếp theo chương trình tôi xin trình bày chuyên đề lựa chọn thuốc chạy beta trong điều trị tăng huyết áp, đâu là những vấn đề cần quan tâm. Như chúng ta đã biết, tăng huyết áp là một bệnh lý phổ biến hiện nay và là kẻ giết người thầm lặng, vì nó là nguyên nhân chính gây nên các biến cố tim mạch, đột quỵ và tử vong cho bệnh nhân. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì hiện nay trên thế giới có hơn 1 tỷ bệnh nhân tăng huyết áp, trong đó châu Á chiếm khoảng 40%. Theo số liệu, nhóm nghiên cứu của chúng tôi do giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Minh làm chủ nhiệm đã được đăng trên tạp chí Hội Tim Mạch Châu Âu năm 2019, ước tính có 25% người Việt Nam được chẩn đoán tăng huyết áp. Thành phố Cần Thơ là một trong những địa điểm thực hiện nghiên cứu này. Tăng huyết áp là một bệnh lý dễ chẩn đoán và thường nếu mà chúng ta không phát hiện bệnh sớm và điều trị không liên tục thì chúng ta sẽ không đạt mục tiêu. Vấn đề chúng ta đặc biệt quan tâm là tỷ lệ bệnh nhân kiểm soát việc hạ huyết áp được là như thế nào. Thì trên thế giới hiện nay vẫn còn khoảng 21% bệnh nhân chưa kiểm soát được huyết áp. Trong khi đó, con số này ở Việt Nam lên đến gần 49%. Bệnh nhân chưa đạt được huyết áp mục tiêu, dù những đối tượng này đang điều trị thuốc hạ áp. Theo khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu năm 2018 về điều trị tăng huyết áp, trong tất cả các thuốc điều trị tăng huyết áp như chúng ta sử dụng theo khuyến cáo, đó là ức chế men chuyển, chặn thủ thể isotransin 2, chặn beta, ức chế kênh canxi, lợi tiểu, thì đã được chứng minh hiệu quả giảm huyết áp và các biến cố tim mạch dựa vào các thử nghiệm lâm sàng. Do đó, trong cái chiến lược điều trị tăng huyết áp theo ESC năm 2018 thì khuyến cáo class 1A, và cũng theo khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu năm 2018 thì chúng ta thấy ức chế beta có thể thêm vào bất kể thời điểm nào và có thể phối hợp với các thuốc khác
như là ức chế men chuyển, chặn thụ thể angiotensin 2, ức chế kênh canxi và lợi tiểu, và đặc biệt trên nhóm đối tượng bệnh nhân suy tim, đau thắt ngực, sau nhồi máu cơ tim, rung nhĩ, phụ nữ có thai hoặc là dự định mang thai. Bên cạnh đó, theo khuyến cáo của WHO năm 2021 về mục tiêu điều trị tăng huyết áp, mục tiêu dưới 140/90 cho tất cả các bệnh nhân bị tăng huyết áp mà không có bệnh lý đi kèm. Mục tiêu dưới 130mm thủy ngân đối với huyết áp tâm thu ở bệnh nhân tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch đã biết, và cũng dưới 130mm thủy ngân ở người có nguy cơ cao, tức là người đái tháo đường hoặc là bệnh thận mạng. Như chúng ta đã biết, thì cái vị trí phân bố thụ thể beta lên các cơ quan như sau. Thụ thể beta 1 có ở tim và thận. Thụ thể beta 2 được phân bố ở phổi, đường tiêu hóa, bàng quang, tử cung, tuyến và mạch máu. Còn thụ thể beta 3 thì chủ yếu có ở mô mỡ. Trong những năm gần đây, người ta còn biết đến thụ thể beta 3 có ở bàng quang. Về mặt hoạt tính giao cảm trong tăng huyết áp, thì các con đường có thể kích hoạt hệ thống RAA là sự gia tăng hoạt động thần kinh giao cảm, có thể phóng thích nhanh renin hoặc quá từ thận, và đặc biệt có ở những bệnh nhân béo phì, và kích hoạt angiotensinogen, từ đó tạo thành angiotensin 2 gây co mạch. Cả angiotensin 2 và aldosterone đều là những cái tác động có hại đến mạch máu và gây tăng huyết áp. Chẹn beta trong điều trị tăng huyết áp thì đâu là những cái vấn đề mà chúng ta đặc biệt quan tâm? Thứ nhất là tính giãn mạch, mức độ chọn lọc thụ thể beta 1 và beta 2. Thứ nhì là hiệu quả hạ áp là như thế nào và giảm các biến cố tim mạch. Thứ ba là ảnh hưởng lên chuyển hóa. Và cuối cùng là chúng ta quan tâm tới tác dụng phụ. Đầu tiên về tính giãn mạch và mức độ chọn lọc thụ thể beta 1 và beta 2. Thì như chúng ta đã biết, một trong những thành tựu về dược lý tiêu biểu nhất của thế kỷ 20 là các thuốc chặn beta giao cảm. Trong số các thuốc chặn beta giao cảm thì thuốc chặn beta thế hệ thứ 3, điển hình là Nebivolol, là thuốc có mức độ ức chế chọn lọc trên thụ thể beta 1 là cao nhất. Về mặt cơ chế thì hoạt chất Nebivolol với hai đồng phân L và D, mỗi đồng phân góp 50% vào trong thành phần cấu trúc của thuốc cho hiệu quả tác động hạ áp khác biệt của Nebivolol so với các ức chế beta khác trên thị trường. Đồng phân L thì giúp hạ huyết áp thông qua cơ chế giãn mạch bằng cách kích thích tế bào nội mạc phóng thích nitric oxit, một chất giãn mạch tự nhiên trong cơ thể. Còn đồng phân D thì giúp hạ huyết áp thông qua cơ chế chặn thụ thể beta chọn lọc trên beta 1. Như vậy cho đến nay, trên thị trường Việt Nam thì chúng ta biết Nebivolol là một thuốc ức chế beta thế hệ thứ 3 duy nhất có thể tác động kép giúp hạ huyết áp hiệu quả trên bệnh nhân. Trong tất cả các thuốc ức chế beta thì Nebivolol được ức chế và chọn lọc thụ thể beta 1 cao nhất như tôi đã trình bày phía trên. Nó có khả năng cao gấp 2,6 lần so với Bisoprolol và gấp 10 lần so với Metoprolol, và hạn chế được tác dụng phụ trên đường hô hấp. Hơn thế nữa, cái Nebivolol có cái tỷ lệ đáy đỉnh cao giúp kiểm soát huyết áp ổn định suốt 24 giờ. Thì ta thấy là so với những cái thuốc kiểm soát huyết áp khác, trong đó có Bisoprolol, thì ta thấy là tỷ lệ đáy đỉnh của Nebivolol lên đến 89%. Tỷ lệ đáy đỉnh là một trong những các thông số mà chúng ta biết rằng là quan trọng khi mình sử dụng cái thuốc điều trị tăng huyết áp. Về cái thể hiện cái thời gian, cái hiệu quả hạ áp giữa hai liều kế tiếp, như chúng ta đã biết, tỷ lệ đáy đỉnh cao thì tác dụng thuốc kéo dài và thuốc tối ưu suốt 24 giờ. Đây là vấn đề chúng ta cần quan tâm khi điều trị tăng huyết áp đối với bệnh nhân. Vấn đề cần quan tâm kế tiếp là hiệu quả hạ áp và giảm các biến cố tim mạch như thế nào. Thì dựa vào phân tích tổng hợp trên 12.000 bệnh nhân nhằm đánh giá hiệu quả kiểm soát huyết áp của Nebivolol với các thuốc ức chế beta khác, thì kết quả nghiên cứu cho chúng ta thấy Nebivolol kiểm soát huyết áp vượt trội hơn so với các ức chế beta khác. Qua nghiên cứu này đã so sánh Nebivolol với Metoprolol, Carvedilol và Atenolol.
Nebivolol làm giảm nguy cơ nhập viện vì các biến cố tim mạch so với metoprolol, atenolol thì đã được chứng minh qua cái công trình nghiên cứu của Jan Basi và cộng sự trên 80.000 bệnh nhân tăng huyết áp được điều trị bằng nebivolol, metoprolol và atenolol. Chúng ta thấy là nhóm sử dụng atenolol và metoprolol có nguy cơ nhập viện do những biến cố như là nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực, suy tim xung huyết, đột quỵ cao hơn cái nhóm sử dụng nebivolol có ý nghĩa thống kê. Theo nghiên cứu Benefit, thì đây là một nghiên cứu lớn ở Hàn Quốc đã được chứng minh hiệu quả và tính an toàn của nebivolol ở bệnh nhân châu Á bị tăng huyết áp. Thì qua cái phương pháp nghiên cứu Benefit được thực hiện trên 3.000 bệnh nhân có tăng huyết áp. Đây là nghiên cứu quan sát, tiến cứu, mù đôi, đa trung tâm, không so sánh, không có nhóm chứng ở các bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát trên 19 tuổi. Thì trong cái nghiên cứu này, người ta khởi trị nebivolol và chuyển đổi từ các trị liệu khác hoặc là liệu pháp bổ sung thêm nebivolol vào cái liệu pháp đang điều trị. Cái nghiên cứu Benefit này là người ta sử dụng nebivolol với liều khởi trị thấp nhất là 1,25mg cho tới 10mg. Ở người lớn là liều nebivolol 5mg. Ở bệnh nhân trên 65 tuổi thì liều 2,5mg một ngày. Và trên bệnh nhân 75 tuổi thì cần kiểm soát chặt chẽ. Cái nghiên cứu này cái mục tiêu là nhằm khảo sát huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp tim trung bình so với ban đầu sau đó 12 tuần, 24 tuần ở nam và nữ trên tất cả các nhóm tuổi. Qua nghiên cứu Benefit thì nebivolol cải thiện hiệu quả hạ áp trên bệnh nhân châu Á. Nebivolol cải thiện đáng kể mức kiểm soát huyết áp sau 12 và 24 tuần. Ta thấy là sau 12 tuần đối với huyết áp tâm thu giảm 10,2 mmHg thủy ngân và huyết áp tâm trương giảm 6 mmHg thủy ngân. Còn đến 24 tuần thì huyết áp tâm thu giảm 11 mmHg thủy ngân, huyết áp tâm trương giảm 6,6 mmHg thủy ngân. Vấn đề thứ hai là về hiệu quả kiểm soát nhịp tim của nebivolol trên bệnh nhân châu Á là như thế nào. Ta thấy ở các bệnh nhân đang sử dụng nebivolol đơn trị liệu hoặc là bổ sung thì cái nhịp tim bệnh nhân giảm có ý nghĩa sau 12 tuần và 24 tuần điều trị. Thế là sau 12 tuần là giảm 8,4%, sau 24 tuần là giảm 8,1%. Bên cạnh các kết quả đạt được về huyết áp và nhịp tim thì vấn đề an toàn của nebivolol trong nghiên cứu Benefit cũng đã được chứng minh. Ta thấy rằng là thường thì bệnh nhân cái tỷ lệ mà tuân thủ điều trị, cái tỷ lệ mà gián đoạn tức là do tác dụng phụ của thuốc ức chế beta đối với nebivolol thì cái tỷ lệ mà tác dụng ngoại ý rất thấp, cái tỷ lệ tuân thủ điều trị lên tới 98% đối với cái thế giới thực ở bệnh nhân châu Á. Mặt khác, tác động của nebivolol trên bệnh nhân tăng huyết áp và được thực hiện qua cái nghiên cứu Senior thì chúng ta thấy rằng là cái nghiên cứu Senior này được thực hiện để đánh giá tác dụng của nebivolol ở bệnh nhân trên 70 tuổi, trong đó 60% có tăng huyết áp và điều trị bằng nebivolol sẽ làm giảm nguy cơ tử vong mọi nguyên nhân hoặc nhập viện có ý nghĩa thống kê. Bên cạnh đó, tác động của nebivolol ở bệnh nhân tăng huyết áp và bệnh mạch vành được thể hiện qua nghiên cứu nhánh Senior tập trung vào những bệnh nhân bị suy tim. Và cái nguyên nhân suy tim này là do bệnh tim thiếu máu cục bộ với 1.452 bệnh nhân, trong đó có trên 65% bệnh nhân tăng huyết áp. Kết quả cho ta thấy 32% các biến cố thiếu máu cục bộ tử vong khi được điều trị bằng nebivolol, tức là giảm 32% khi chúng ta thay thế điều trị bằng nebivolol. Về rối loạn nhịp và đặc biệt là rung nhĩ trên bệnh nhân tăng huyết áp thì nebivolol được chứng minh qua hai công trình nghiên cứu của Ferry và Tunser cho thấy giảm nguy cơ rối loạn nhịp và đặc biệt là ở bệnh nhân tăng huyết áp có rung nhĩ. Vấn đề kế tiếp mà chúng ta cần quan tâm khi sử dụng ức chế beta trong điều trị tăng huyết áp là ảnh hưởng đến chuyển hóa như thế nào? Thì ta thấy nebivolol an toàn trên bệnh nhân tăng huyết áp
giảm đề kháng insulin và đái tháo đường máy mắt. Ta thấy là nebivolol làm giảm độ đề kháng insulin thông qua nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi so sánh giữa nebivolol và metoprolol lên stress oxy hóa và độ đề kháng insulin trên bệnh nhân tăng huyết áp sau 6 tháng theo dõi. Thì nghiên cứu này sử dụng cái liều nebivolol 5mg một ngày và metoprolol 100mg một ngày. Mặt khác, cái nebivolol không làm giảm tỷ lệ đái tháo đường mới mắc so với giải dược. Thì ta thấy là đây là một cái nghiên cứu nhánh của cái nghiên cứu senior. Bên cạnh đó thì cái hiệu quả của nebivolol trên bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường như thế nào? Thì ở bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị với liều điều trị trước đó thì ta thấy cái mức độ mà giảm cái huyết áp đối với bệnh nhân là 18, đối với áp tâm thu đó là 18,2%, với áp tâm trương là 9,2%. Mặt khác, đối với nhóm bệnh nhân không dung nạp cái liều trước đó thì huyết áp tâm thu giảm 13mm thủy ngân và cái huyết áp tâm trương giảm 6,6mm thủy ngân. Mặt khác, trên bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường thì nebivolol còn được chứng minh không ảnh hưởng đến chuyển hóa đường trong máu, cholesterol toàn phần và LDL cholesterol. Đây là kết quả quan sát đa trung tâm trên 510 bệnh nhân đái tháo đường và tăng huyết áp kháng thuốc hay không dung nạp với thuốc trước đó và người ta chuyển sang dùng nebivolol trong 6 tháng vào các thời điểm 2 tháng, 6 tháng và cả 3 chỉ số này đều giảm có ý nghĩa thống kê. Vì vậy, nebivolol là một thuốc an toàn cho bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường. Nebivolol trên chức năng tình dục của bệnh nhân tăng huyết áp thì ta thấy là có cải thiện có ý nghĩa thống kê chức năng cương dương ở bệnh nhân tăng huyết áp. Đây là một trong những cái nghiên cứu mà chúng ta thấy cần đặc biệt quan tâm thì khi một bệnh nhân nam giới trong cái độ tuổi sinh sản mà khi sử dụng cái thuốc ức chế beta thì những ức chế beta khác thì ảnh hưởng lên chức năng tình dục rất là nhiều. Một trong những vấn đề mà bác sĩ lâm sàng cần là thường trong mình điều trị tăng huyết áp cũng như là điều trị suy tim khi sử dụng ức chế beta chúng ta thường quan ngại là có ảnh hưởng đến hệ hô hấp hay điển hình hơn là COPD hay không. Thì cái nghiên cứu bắt chéo trên 20 bệnh nhân tăng huyết áp và COPD mức độ 1, mức độ 2 thì người ta sử dụng nifedipine và nebivolol thì ta thấy rằng là việc sử dụng nebivolol ở bệnh nhân tăng huyết áp có COPD mức độ nhẹ thì sẽ không ảnh hưởng đến cái chỉ số SOV1 ở bệnh nhân COPD, tức là có thể an toàn sử dụng đối với mức độ nhẹ và mức độ trung bình của COPD. Theo khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu năm 2018 về điều trị tăng huyết áp và các thuốc chặn beta là không giống nhau. Như chúng ta biết rằng là cái nebivolol là một trong những cái thức ức chế beta đã được chứng minh có tác dụng tốt trên huyết áp trung tâm, giảm độ cứng động mạch, giảm rối loạn chức năng nội mô, không có tác dụng phụ bất lợi đối với nguy cơ khởi phát đái tháo đường mới mắc hoặc là trên rối loạn chức năng tình dục. Cũng theo khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu năm 2019 về điều trị bệnh tim mạch trên bệnh nhân đái tháo đường và tiền đái tháo đường thì các thuốc chặn beta cũng không giống nhau. Thì ta thấy rằng là trong cái nhóm chặn beta thì nebivolol cho thấy không ảnh hưởng lên độ nhạy cảm insulin ở bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa. Kết luận, nebivolol hay nebilet là một thuốc chặn beta thế hệ thứ 3 kiểm soát huyết áp ổn định suốt 24 giờ, khác biệt với các thuốc chặn beta khác. Thứ nhất là chọn lọc cao nhất trên thụ thể beta 1, hạ huyết áp thông qua cơ chế kép thụ thể beta 1 và giãn mạch thông qua cơ chế NO, công thức NO. Nebivolol ở bệnh nhân tăng huyết áp có những bệnh lý đi kèm là thứ nhất là cải thiện tỷ lệ sống còn ở bệnh nhân suy tim, giảm nguy cơ gây rối loạn nhịp, rung nhĩ. Đối với bệnh mạch vành thì giảm thiếu máu cục bộ cơ tim, ngừa biến chứng suy tim và chống tái cấu trúc cơ tim. Mặt khác, nebivolol còn an toàn khi sử dụng lâu dài trên bệnh nhân tăng huyết áp, cải thiện chức năng cương dương ở bệnh nhân nam, không làm tăng cái tỷ lệ đái tháo đường mới mắc, không ảnh hưởng đến chuyển hóa đái tháo đường và an toàn cho bệnh nhân COPD. Xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu. Tôi xin cảm ơn phần trình bày của tiến sĩ Trần Kim Sơn. Như chúng tôi cũng xin nói luôn
là tác giả thì đầu đề thì là đâu là lựa chọn thuốc chẹn beta trong điều trị tăng huyết áp, đâu là các vấn đề cần quan tâm. Nhưng mình cũng nói tập trung quá nhiều vào vấn đề của nebivolol. Thì trong cái đề tài này chúng tôi thấy có một số cái lưu ý trong cái chẹn beta, tức là khi lựa chọn thuốc chẹn beta đấy thì chúng ta phải chú ý xem cái hiệu quả hạ áp, mức độ chọn lọc trên cái thụ thể beta 1, beta 2 như thế nào, có tác dụng giãn mạch hay không và ảnh hưởng đến chuyển hóa như thế nào, cái đường đào thải của thuốc là nên như thế nào. Thế thì trong các vấn đề mà lưu ý khi lựa chọn chẹn beta thì chúng tôi thấy có một số điểm thì chúng ta cần lưu ý, đó là gì? Là người bệnh có chống chỉ định không? Đấy là chúng ta cần chú ý, đúng không ạ? Nhịp tim quá trọng, block AV từ độ 2 trở lên, hen phế quản, COPD, rồi suy tim còn đang ứ dịch nhiều. Đấy là các trường hợp mà các thầy thuốc nên chú ý khi sử dụng chẹn beta. Trong bài trình bày thì tác giả cũng nêu nhấn mạnh rất nhiều là đến cái vai trò của nebivolol, một cái thuốc chẹn beta mà có tác dụng giãn mạch và ức chế chọn lọc cao trên cái thụ thể beta 1. Và tỷ lệ đáy đỉnh thì cũng cao, do đó kiểm soát huyết áp 24 giờ rất là tốt. Các tác dụng ngoại ý thì thấp, tỷ lệ tuân thủ điều trị cao và rất ít ảnh hưởng đến chuyển hóa. Đặc biệt là vì có tác dụng giãn mạch nên còn cải thiện được cái chức năng tình dục do cái tác dụng giãn mạch đó của nebivolol. Vâng, cái báo cáo cuối cùng của ngày hôm nay, của buổi hôm nay, tức là tác dụng bảo vệ cơ quan đích trong tăng huyết áp của thuốc chặn kênh canxi Lecanidipin, xin mời giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Minh. Chúng ta cố gắng nói nhanh để rồi chúng ta còn ít phút trong cái thảo luận nữa. Xin kính mời giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Minh. Kính thưa chủ tịch đoàn, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị. Hôm nay chúng tôi xin trình bày chương trình kiểm soát và bảo vệ cơ quan đích tối ưu ở bệnh nhân tăng áp trong đại dịch COVID-19, từ khuyến cáo cho đến thực hành lâm sàng. Tăng áp được xem như là một cái gánh nặng toàn cầu. Như vậy, theo công bố gần đây năm 2017, người ta thấy tỷ lệ tăng áp đã đưa đến 10 triệu trường hợp tử vong. Trong đó, cái nguyên nhân mà thiếu máu cơ tim là 4,9 triệu người, đột quỵ xuất huyết 2 triệu người và thiếu máu đột quỵ não, tức là 1,5 triệu người. Trong đó, cái tần suất mà bệnh nhân là nhận thức là chỉ có 46%. Và bệnh nhân được điều trị cũng chỉ 40% và tỷ lệ kiểm soát rất thấp là 13,1%. Vậy thì cái vấn đề này như thế nào, đặc biệt là trong thời kỳ COVID, đối với trong thời kỳ COVID thì một những cái phần là nhức nhối nhất đó là các cái bệnh động mắt đã làm cho cái nguy cơ tăng áp rất nhiều, như chúng ta thấy ở trên như vậy, chúng ta thấy trên sơ đồ như vậy, thì nguyên nhân tăng áp là một nguyên nhân mà tăng áp động mắt chiếm tỷ lệ cao nhất so với các năm khác có thể công bố ở tại Ý vào đại dịch năm 2020. Ở Hoa Kỳ cũng vậy, như vậy có công bố năm 2020 của Richardson, người ta thấy các trong các bệnh tim mạch thì tăng áp chiếm tỷ lệ cao nhất, đồng nhất đồng mắt cao nhất là 56,6%. Vì vậy nên phần báo cáo chúng tôi trên cơ sở đó chúng tôi sẽ giới thiệu đầu tiên đó là cái tăng áp cũng như là tổn thương cơ quan đích. Tăng áp, tại sao người tăng áp nó tổn thương cơ quan đích như vậy? Vì nó thường thường phù hợp với nhiều tổn nguy cơ, ví dụ như rối loạn lipid máu, cũng như đái tháo đường tuyếp 2. Chúng ta có thể thấy được một cái thống kê như vậy là tăng áp được phát hiện đến 82% bệnh nhân suy thận mạng, 77% đái tháo đường, 70% bệnh nhân mạch máu ngoài biên, 73% bệnh nhân mạch vành, vân vân. Nhưng mà đây là một cái con số rất lớn và đáng quan tâm. Và cái tăng áp, mặc dù tăng áp, từ tăng áp tổn thương đầu tiên cho đến cái tổn thương cơ quan đích là một cái quá trình và tuần thời gian. Tuy vậy, như chúng ta thấy, cái nguyên nhân các bệnh động mắt là một trong cái yếu tố đáng quan tâm. Trong đó, ví dụ đái tháo đường, hội chứng chuyển hóa, rối loạn lipid, và trên cơ sở cái tổn thương của chức năng nội mạc qua cơ thể viêm tắc mạch có mặt tại cấu trúc mạch máu, thì nó sẽ đưa đến cái tổn thương cơ quan đích có hai giai đoạn tiền lâm sàng cũng như là giai đoạn lâm sàng với nhiều cái biến chứng như mạch vành suy thận mạng, trung nhị, suy tim cũng như đột quỵ vân vân. Vậy thì các cái khuyến cáo hôm nay trong điều trị như thế nào? Theo ESC 2018 á, thì như vậy cái chiến lược chính điều trị bệnh nhân tăng áp mà không có biến chứng á, như vậy cái khởi thì đầu tiên người ta đã sử dụng ức chế miễn dịch hoặc chèn tự thể kết hợp với chèn cân chi hoặc lợi thiện, và khi đáp ứng như vậy người ta sẽ kết hợp ba. Và nếu không đạt được nữa thì xem như là tăng áp kháng thể. Như vậy ngay từ đầu chúng ta đã sử dụng cái nhóm thuốc chỉ nói chuyện kết hợp với chèn cân canxi để chúng ta điều trị. Đối với tăng áp và mạch vành vậy, cái thuốc khởi trị đầu tiên như vậy cũng như ức chế miễn dịch cộng chèn cân canxi hoặc là chèn beta.
đối với sứ thần mang là bệnh nhân tăng áp thì cái nhóm thuốc đầu tiên dùng ức chế miễn dịch chẳng hạn hoặc là chèn kim canxi. Tôi nói rằng cái một cái nhóm thuốc được quan tâm là nhóm ức chế miễn dịch chèn kim canxi là nhóm thuốc đầu tay. Cái sơ đồ điều trị tăng áp trực tiếp của hội tăng áp phân hội tăng áp Việt Nam cũng như hội tim mạch Việt Nam như vậy cũng dựa vào yếu tố nguy cơ của bệnh nhân tùy theo mức độ nguy cơ và chúng ta sẽ điều trị chọn một trong các nhóm thuốc A, B, C hoặc D. Riêng đối với những trường hợp mà nguy cơ cao ấy, thì trường hợp này bắt buộc chúng ta phải phù hợp và do là chúng ta vẫn áp dụng phương thức A, C hoặc là D, C tức là chèn kim canxi, và nếu không đạt thì chúng ta cũng kết hợp ba loại A, C hoặc là D. Còn đối với tối ưu là thế nào? Tối ưu là khi bệnh nhân có đủ điều kiện kinh tế thì chúng ta có thể áp dụng ngay từ đầu cái việc phù hợp A hoặc C luôn, tức là chúng ta dùng ngay cái AC và cái dùng tư liệu thấp cho đến cái liều thông thường và không đập thì chúng ta cũng biết phù hợp AC hoặc là đi. Thế nên đấy là một sự kết hợp riêng cố định, mặc dù nó về giá cả nhà thành nó cao nhưng phải nói hiệu quả và sự tuân thủ nó lớn hơn. Trong cái đại dịch COVID-19 á, thì như vậy có khảo sát 15.794 bệnh nhân đã được xác nhận COVID. Thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ tăng áp chỉ đến 17%, đái đường 2% và phối hợp với tăng áp đường là 12%. Như vậy, vấn đề tăng áp cũng là một cái điều quan tâm hiện nay trong điều trị. Về các cái giai đoạn tổn thương trong COVID, nếu chỉ có nói COVID đơn thuần thì như thế nào? Thì người ta thấy có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, giai đoạn là nhiễm đầu tiên giống như là cảm cúm, giai đoạn 2, bắt đầu là tổn thương phổi, giai đoạn 3 là phế quản viêm rầm rộ, siêu hấp rồi suy tim cấp vân vân, là tổn thương rất là nhiều cơ quan. Thì đây là cái giai đoạn thường thường là cái nguy cơ tử vong rất là cao nếu bệnh nhân có các cái bệnh lý phối hợp như tăng áp và tổn thương cơ đích như chúng tôi đã nêu. Thì đây là cái cơ chế tổn thương tim mạch nói cách cụ thể hơn là bạn có thể tác dụng trực tiếp lên trên tim, lên các cơ quan hoặc là giảm thiểu qua phản viêm hoặc là cả phản siêu hấp đưa đến các cái nguy cơ. Một ngày chúng ta đã biết đó chính là cái bão cytokine hoặc là cả phản ứng về tim và chuyển hóa. Và điều này nó xác định là cái tình trạng là viêm cơ tim số loạn nhịp, hội chứng mạch vành suy tim, đột quỵ, vân vân. Một trong những cái cơ chế người ta mới đưa ra gần đây năm 2001 là cơ chế bình xứng giữa những COVID tăng áp, trong đó có hai cái vấn đề đặt ra. Vấn đề đặt ra đầu tiên là cái tổn thương về COVID do sự đi vào của cái virus SARS-CoV-2 này đi vào qua cả cái thân thể như chúng ta đã nêu trên, và trên cơ sở đó nó sẽ gây tổn thương rất nhiều cơ quan, đưa đến cái tăng androgen vân làm tăng hoạt thể hiện lên androgen sinh và đưa đến tăng áp. Một cái cơ chế thứ hai là có thể bệnh nhân đã có sẵn tăng áp như hồi nãy chúng tôi nêu, đó là bệnh đông mắc chẳng hạn, kết hợp thêm với nhiễm COVID. Và cũng trên cơ sở đó, nó cũng đưa đến cái tình trạng tăng tiết của cytokine, đưa đến tăng bão cytokine, đưa đến siêu hấp cấp. Thì như vậy, là giữa hai cái cơ chế, cái nhóm cơ chế này có thể có mối liên quan với nhau, nên là qua cả cơ chế tương đối khá phức tạp. Để đơn giản hóa thì chúng ta thấy rằng cái cơ chế xâm nhập của COVID-19 qua hệ renin angiotensin, đó là nó đi vào các cái gai protein, nó đi qua cái thủ thể ACE2 này. Và chính sự đi vào cái ACE2 này, sự sử dụng ACE2 càng nhiều đấy, thì phải nói rằng cái sự xâm nhập càng lớn. Nhưng mà chúng ta rằng cái ACE2 là một trong những cái men chuyển, nó hơi khác với ACE mà trước đây chúng ta đã quen biết. ACE2 nó làm angiotensin 2 chuyển thành angiotensin 1,7 hoặc là một angiotensin 1 thành 1,9. Và trên cơ sở đó thì như vậy nó sẽ đóng vào thủ thể kích hoạt AT2, thủ thể AT2 thủ thể đối lập với AT1. Như vậy thực tế có ý kiến cho rằng càng nhiều cái ACE2 này thì và sử dụng ức chế miễn dịch hoặc là chèn thủ thể thì có khả năng làm xấu đi, nó là cái khả năng virus SARS-CoV là sử dụng nhiều hơn. Do đó người ta đã tiến hành khá nhiều nghiên cứu, và nghiên cứu một nghiên cứu tập trung vào các cái nhóm thuốc như thế nào, ví dụ ức chế miễn dịch, chèn thủ thể, chèn kinh tạng chi, chèn beta, lợi tiểu, như nhóm chia dịch để xem thử có cái tỷ lệ chỉ số nguy cơ như thế nào. Thì nếu chúng ta thấy như vậy, trên bản như vậy thì ngoài cái nhóm lợi tiểu thì chúng ta có cái cao so với các cái nhóm khác, nhưng mà nhìn chung các nhóm khác thì cũng sẽ mức mà như không có mà vấn đề nguy hiểm. Nghiên cứu sâu hơn đối với nhóm tuổi cũng như giới như vậy, cũng theo các cái nhóm thuốc ức chế miễn dịch, chèn thủ thể, chèn kinh tạng chi, lợi tiểu và chèn beta,
Thì với cái nghiên cứu, cái đánh giá này thì chúng ta nhìn xem các cái thông số này là điều có thể tống chấp nhận để chúng ta sử dụng điều trị các cái nhóm thuốc huyết áp mà không có tác dụng phụ. Và đặc biệt những cái một cái công bố gần đây của rất là nhiều tác giả thì một cái số lượng bệnh nhân khá lớn đã đánh giá bệnh nhân sử dụng các cái nhóm thuốc đấy, thì như vậy thì chỉ số E đều nằm ở mức chấp nhận, có thể kết luận rằng là các cái nhóm thuốc hạ áp đấy là không có thay đổi cái tiên lượng ở bệnh nhân COVID. Vậy thì cái vấn đề hạ áp tích cực đấy, có thể nói rằng giúp chúng ta là bảo vệ thần và tim, bảo vệ thần tim khi gặp bệnh nhân phù hợp. Còn cái mối liên quan như chúng tôi là nêu, và điều này đã được nghiên cứu Springer ủng hộ, được công bố từ 2015, đưa cái mức độ áp dụng khá thấp là 130-80. Và gần đây thì nghiên cứu STEP của Trung Quốc cũng công bố là ESC 2001 cũng ủng hộ cái quan điểm này ở trên người châu Á. Và đối với châu Âu là khuyến cáo tăng áp 2018, như vậy cũng chấp nhận 5 nhóm thuốc được xem hàng đầu trong điều trị bệnh nhân tăng áp nói chung với mức độ khuyến cáo 1A. Tại sao vậy? Tại vì các cái nhóm thuốc như ức chế chèn canxi, ức chế miễn dịch, chèn thụ thể và nó có tác dụng có lợi rất là nhiều đến các cái tổn thương gân đít. Ví dụ như chúng ta thấy là trường hợp là bệnh nhân là rối loạn chức năng tâm trương, rồi về rối loạn về nhận thức nguyên, rồi về thức trái và bảo vệ thần. Chúng tôi sẽ giới thiệu phần này thì ở phía sau. Chúng tôi xin giới thiệu một cái nhóm thuốc có thể áp dụng ở trong cả cái mục tiêu trên, đó là cái thuốc chèn canxi. Chèn canxi như ở đây là chúng ta thấy là cái nhóm thứ ba, bây giờ có thêm nhóm thứ tư. Thứ ba thì có nhóm lưu rất công dụng hiện nay, và có thời gian bản hủy chủ yếu là thải qua plasma, qua huyết tương. Và có nhóm thứ hai là có màng, có mô, chúng ta là lecanidipin. Thì cái nhóm lecanidipin hoặc là ức chế canxi này nói chung, ức chế thụ thể là điều có tác dụng làm giảm sự suy đại chất trái khi làm hạ áp rất là tốt, có ý nghĩa so với các cái nhóm khác. Và người ta so sánh về cái thời gian tác dụng thời gian, cái màu xanh như mà chúng ta đã là chỉ số áp, và cái màu vàng như vậy là khối lượng cơ. Như vậy so sánh giữa nifedipin và lecanidipin thì mặc dù cái hạ áp của nhóm nifedipin nó mạnh hơn so với lecanidipin, nhưng đến khối lượng thực tại thì coi như là tương đương. Và riêng đối với lecanidipin, một những cái đó là cái tác dụng kéo dài được ổn định. Đây là một nghiên cứu đánh giá cái theo dõi của ABDM là lưu động 4 giờ với hai cái mức là lên 10mg và 20mg thì thấy hai cái tác dụng là tương đương và ổn định. Một cái tác dụng khác của nhóm ức chế canxi như lecanidipin chẳng hạn, đó là tác dụng lên NO, nó sẽ làm ổn định cái nồng độ NO và đảm bảo cái chức năng của nội mạc không để cho cái NO nó bị thoái biến. Trên cơ sở đó nó giảm được các cái stress oxy hóa. Như vậy đây là cái cơ chế tác dụng của lecanidipin giúp cái cải thiện tình trạng tổn thương của nội mạc. Một cái tác dụng quan trọng của cái nhóm chèn canxi thế hệ mới đó là vừa tác dụng lên cái ống thần đến cũng như là cái tiết mạch thần đến cũng như tiết mạch thần đi ở đơn vị cầu thần. Đối với cái nhóm cũ thì nó chỉ tác dụng một vị trí, còn hợp này nó tác dụng hai vị trí, do đó nó giúp khỏi ảnh hưởng đến cái chức năng của cầu thần. Đây là một cái nghiên cứu đánh giá ở bệnh nhân có hoặc không có bệnh thần màng, có một cái nghiên cứu tổng phân tích và có là nghiên cứu nội nhiên đối chứng giữa chèn canxi so sánh với các nhóm khác. Thì nếu mà chúng ta thấy rõ ràng đối với chèn canxi so với ức chế miễn dịch thì có tác dụng có lợi so với chèn beta cũng như là lợi tiệu rất là rõ. Đối với lên thần thì như thế nào? Lên thần người ta đánh giá có cái nồng độ albumin, tỷ lệ albumin nhập tiệu và trên protein nhiều. Như vậy cái màu xanh lục tức là màu dạng và màu đỏ là màu không thay đổi. Như vậy so với các cái nhóm chèn canxi, như vậy cái nhóm lecanidipin cũng như là sinidipin và benidipin đều làm giảm cái độ thải qua cầu thần hoặc là kết cặp có tác dụng bảo vệ thần khá tốt. Nghiên cứu Dio như vậy so sánh giữa lecanidipin và ranitidine ở bệnh nhân đái tháo đường có tiểu đạm vi thể, chúng ta sử dụng một thời gian khá lâu là 9 cho đến 12 tháng, đánh giá vào cái mức độ huyết áp cũng như là thải. Thì phải nói rằng cái mức độ hạ áp tâm thu cũng như tâm trương giữa hai nhóm này tương đương với nhau. Và cái quan trọng nữa là cái đánh giá trên cái độ thải
đến cái độ lọc cầu thận, độ chính về cái độ lọc cầu thận như vậy giữa lactalamin và ramiprin hầu như là thải cái độ thải của amin nhiều tương đương giữa hai nhóm. Đến cái cấu trúc của động mạch như thế nào như vậy, ngoài trừ lợi tiểu và chèn beta thì như vậy ức chế miễn dịch, chèn cơ thể, chèn canxi đều có tác dụng làm giảm đi các cái tỷ lệ giữa cái trung mạch của so với cái lòng mạch